Tu chân tứ vạn niên chương 1561, Ngư Long Thành, Long Xà Hỗn Tạp. Phí kỳ dùng 3 tiếng đồng hồ, tìm ra tất cả các tin tức tình báo, đặc biệt về Long Xà Tinh Vực. Phần đông cổ thánh cường giả lúc này mới phát hiện, Long Xà Tinh Vực quả thực là địa điểm tốt nhất để bọn họ lẻn vào, thật sự thích hợp với hoạt động lần này của họ. Nếu như Long Xà Tinh Vực là một nơi ngư long hỗn tạp, chứng khí mù mịt, vô pháp vô thiên. Một trăm năm trước tinh diệu liên bang phát triển mạnh mẽ, khuếch trương bốn phía, ngoài ba giới ban đầu, một hơi xác nhập bốn thế giới mới. Đối với thế giới mới mà nói, biến đổi nghiêng trời lệch đất này cố nhiên đã được tuyệt đại đa số người nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng tất nhiên nó cũng sẽ tổn hại, thậm chí hoàn toàn cướp đoạt lợi ích của một bộ phận nhỏ những người khác. Trong thời gian phong vân kích động, thời đại bảo táp, khi liên bang kịch liệt bành trướng, nhưng ở bốn thế giới mới thiên hoàng, thụ hải, u minh cùng thủy tinh vẫn xuất hiện một đám người bất mãn cực độ đối với liên bang, mặc dù là ba trung tâm thế giới cũng có một số người không theo kịp bước của thời đại, sinh ra những tâm tư khác. Tinh diệu liên bang chú ý, lai cứ tự do, cũng không bắt buộc bất luận kẻ nào trở thành công dân của họ, lại càng không phải tùy tiền loại người chó mèo nào đều có thể vô điều kiện trở thành công dân của họ. Đối với những người kiên quyết kháng cự liên bang này, muốn sống ở trên lãnh thổ của liên bang nhưng lại có hành vi trái pháp luật loạn kỷ cương và đối địch, Long xà tinh vực chính là khu vực mới mà liên bang chuẩn bị cho họ. Long xà tinh vực coi như là một cự tinh ổn định. Mặc dù không có khả năng tiếp tục những ngày ngợp trong vàng son, ngông cuồng giống như trước kia nhưng vẫn có thể tiếp tục sống. Tổng cũng tốt hơn so với trên những tinh hạm rách nát, dựa vào những vật tư ít ỏi có thể đếm được, lưu lạc không mục đích trong những chỗ sâu của tinh hải. Vì thế mấy chục năm nay, bốn thế giới mới có rất nhiều người bị trục xuất lưu lạc đến Long xà tinh vực. Những người này phần lớn là nhân vật thượng tầng ở thế giới cũ, tích lũy không ít tài sản, bảo vật và những truyền thừa bí mật không ai biết. Thông qua nhiều cách, hoặc nhiều hoặc ít vẫn mang theo một ít đi ra, nhất thời làm cho một long xà tinh vực chợt bành trướng dị dạng phồn vinh hẳn lên. Chẳng qua, long xà tinh vực cũng không có một chính phủ cùng hệ thống quản lý thống nhất hữu hiệu, những trục xuất giả cũng không nhìn ra chút hy vọng nào vào đường ra. Ngoài cừu hận và chán ghét đối với liên bang, tự thân cũng không phải bền chắc như thép, lục đục với nhau, tự giết lẫn nhau chuyện giết người đoạt bảo linh tinh ở đây thành nhìn mãi quen mắt hơn nữa sang thủ lĩnh đến từ tinh diệu liên bang thường thường là phần từ cực hung ác nguy hiểm của liên bang rất nhiều thời điểm họ mang danh đến việc chủ trì chính nghĩa nhưng rất có khả năng là nhìn trúng bí bảo mà trục xuất giả mang đi bọn họ không từ thủ đoạn phá hư làm cho tình hình trị an của long xà tinh vực họa vô đơn chí đủ loại nhân tố tạo nên long xà tinh vực chứng khí mù mịt kỳ quái quần ma loạn vũ như hôm nay ngay cả Tinh đạo đã mai danh ẩn tính ở Tinh Diệu Liên Bang đều cho tàn cháy lại ở đây. Tám chín phần cũng không là chức nghiệp Tinh đạo mà là thế lực khách mời bản địa khắp nơi của Long Xà Tinh vực mà thôi. Dù sao hôm nay anh thưởng tôi, ngày mai tôi thưởng anh, sáng nay có rượu, sáng mai có rượu, sống trong mơ mơ màng màng nhớ lại những ngày xưa trên cơ bản chuyện chính là như vậy. Long Xà Tinh vực là một địa phương hỗn loạn gần Tinh Diệu Liên Bang, đối với chúng ta mà nói, tất nhiên là địa điểm xuất phát tốt nhất đã thẩm vấn xong đối với phí kỳ, 12 cường giả cổ thánh giới cùng với hắc giả dạ lan tụ tập lại cùng một chỗ, thương nghị từng bước hành động. Long Dương Quân nói, đầu tiên, người bị trục xuất hoặc là đào vong đến Long Xà Tinh Vực, thường thường đều có nợ máu, giống như thầy thuốc, mặc dù không có người ân oán chưa xong, thường thường đều tùy thân mang theo một ít bảo vật giá trị liên thành, cho nên rất nhiều người đều lựa chọn mai danh ẩn tích, thay hình đổi dạng, hoàn toàn biến thành một người khác. Ở Long Xà Tinh Vực, thân phận cho tới bây giờ không phải là vấn đề, tuyệt đại đa số mọi người sẽ chuẩn bị cho mình năm ba cái thân phận giả, cũng chưa bao giờ có thói quen hỏi nhiều về lai lịch của người khác. Nếu ai hỏi nhiều vài cây, sẽ bị coi là từ liên bang đến sang thủ lĩnh, sẽ bị tấn công. Toàn bộ Long Xà tinh vực ít nhất có hàng trăm triệu người, đây chỉ là ước tính sơ bộ. Nói cho cùng dù sao không thể tiến hành công tác thống kê chính xác dân cư, rất nhiều người không có hộ khẩu lén lút dùng tinh hạm trốn đến đây. Miễn là mang đến đủ tài nguyên Sẽ không ai quan tâm rốt cuộc anh là ai Mấy trăm triệu người Thậm chí hàng tỷ người đều đang lén lút giấu giếm Liên bang sao có khả năng điều tra rõ ràng về thân phận của họ Chúng ta lấy long xà tinh vực là cái cầu Trước tiên thích ứng một đoạn thời gian Ở nơi vô pháp vô thiên hỗn loạn này Tìm hiểu các quy tắc làm việc văn minh hiện đại Sau đó giống như 12 chiếc lá cây ẩn nấp trong rừng rậm Tuyệt đối không thể bị phát hiện Còn có, kỳ phí nói ở Long Xà Tinh Vực, có một nghiệp vụ kỳ diệu 10 phần, có một số người chuyên môn có thể giúp người khác có được thân phận hợp pháp của tinh diệu liên bang. Cái này là vì, người chạy trốn đến Long Xà Tinh Vực, không phải ai cũng đều giống như phí kỳ vậy, phải chiến đấu đối kháng với liên bang. Thật ra, sau này từ từ chúng ta sẽ biết rõ ràng, tinh diệu liên bang trừ bỏ khi chinh phục thiên hoàng giới áp dụng thủ đoạn chiến tranh trực tiếp ra, đối với việc chinh phục ba thế giới còn lại đều tương đối ôn hòa giống như u minh giới và thủy tinh giới thậm chí là chủ động yêu cầu gia nhập liên bang người từ thế giới này trốn đến chỉ là ngay từ đầu không thể nhận một quái vật lớn từ thế giới khác đến như liên bang ở chướng khí mù mịt không hề hy vọng sinh hoạt mấy chục năm ở long xà tinh vực lại từ từ quen với tinh diệu liên bang sau bọn họ khó không nghĩ trở lại cố hương lá rụng về cội thái độ của liên bang đối với những người này cũng có vẻ thích nói tóm lại chỉ cần trước kia không nợ máu ở quê nhà, sự phẫn nộ của dân chúng không lớn, lại chấm dứt tất cả ân oán ngày xưa vẫn là có thể thả bọn họ về nhà. Về phương diện này có rất nhiều việc phải làm. Nói ví dụ, Trương Tam chạy trốn từ thủy tinh giới đến Long Xà tinh vực, ở quê nhà là một công dân tốt, cũng không có hành vi phạm tội gì, chỉ là ban đầu không quen với một vài chính sách của liên bang, lại lo lắng trong sự thay đổi chính sách sẽ mất đi tài sản của mình vì thế từ chối gia nhập liên bang di chuyển đến Long Xà Tinh vực. Người như vậy, nếu muốn trở lại cố hương, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Trương Tam nếu đã chết ở Long Xà Tinh vực, chỉ để lại thân phận mà thôi, như vậy Trương Tam khi trở lại liên bang rốt cuộc là ai, chuyện này rất khó có thể kiểm chứng. Dù sao, trong tinh hải mênh mông, một con người vô thanh vô thức biến mất, thật sự rất dễ dàng. Mà để xác định sống chết cùng tung tích của một người lại thật sự quá khó khăn. Long Xà Tinh vực là nơi có rất nhiều người coi đây là sinh, là nơi chuyên môn giúp người khác giả tạo thân phận, hợp pháp tiến vào liên bang. Chúng ta có lẽ cũng có thể giả tạo 12 thân phận mới, càng ổn thỏa hơn nhiều so với thân phận mà chúng ta nghĩ ra được khi xuất phát. Các vị đạo hữu, ý các vị thế nào? Phần Đông Nguyên Anh cùng Hóa Thần đều nghị luận. Trên nguyên tắc đều không có ý kiến đối với đề nghị của Long Dương Quân. Việc bọn họ cần làm tiếp theo đơn giản là thích ứng, học tập quan sát và lựa chọn vốn dĩ là ngụy trang lại phủ thêm một tầng áo khoác cũng không có gì khác biệt chỉ có thảo nguyên hùng chủ hàng bạc lăng gõ gõ bàn nhắc nhở mọi người chủ thành của long xà tinh vực ngư long thành chắc chắn phải đi nhưng mọi người phải đề cao cảnh giác không thể coi thường tôi vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ chuyện long xà tinh vực về lý thuyết sau khi chinh phục bốn thế giới mới xong chẳng những không trảm thảo trừ căn ngược lại còn giữ lại một khu trục xuất chẳng phải là hành động nuôi hổ gây họa tự tìm phiền toái sao tinh diệu liên bang nếu có được người lãnh đạo tâm ngoan thủ lạc như kim tâm nguyện nghĩ đến cũng sẽ không nhân từ nương tay làm ra chuyện hậu họa vô cùng như vậy nhưng cẩn thận nghĩ lại tinh diệu liên bang nguyên bản chỉ có ba thế giới trong vòng một trăm năm ngắn mũi liền thu hút bốn thế giới mới tốc độ khuếch trương thật sự quá nhanh chính cái gọi là dục tốt tắt bất đạt một hơi nuốt vào bốn khối thịt mỡ béo chỉ sợ tinh diệu liên bang hiện tại cũng là chống đỡ lợi hại cho dù muốn trấn áp hết những người phản kháng cũng tuyệt đối không làm được nếu không có khả năng tìm ra và giết chết hết những người phản kháng vậy cùng với việc để họ ẩn giấu tâm ý ẩn núp ở quê nhà tùy thời hành động không bằng bày ra một tư thái khoan dung độ lượng chuẩn bị cho họ một nơi chốn mới tụ tập họ lại một chỗ đặt ở bên ngoài tiện cho việc giám sát và khống chế cái này, chỉ sợ mới là mục đích lớn nhất mà tinh diệu liên bang thiết lập long xà tinh vực. Nếu chủ ý này là Kim Tâm Nguyệt đưa ra, thì xà hạt yêu nữ thật đúng là có vài phần sức nặng, tuyệt đối không thể kinh thường. Ý của tôi là đừng nhìn bên ngoài mà nghĩ long xà tinh vực là một hệ thống thành tự chủ, có thể yên ổn bên cạnh liên bang, nhưng thật ra long xà tinh vực chắc chắn nằm dưới sự giám sát sát sao của liên bang theo dõi, gồm cả theo dõi và nghe lén. Nếu chúng ta chỉ chuẩn bị vài thân phận giả, có lẽ liên bang cũng lười cũng những nhân vật nhỏ không quan trọng như chúng ta dây dưa. Nhưng nếu chúng ta thật sự làm ra cái gì khác ở Long Thành, mà muốn liên bang vẫn thờ ơ thì quá ngây thơ. Hàng đạo hữu nói đúng. Tề Trung Đạo trầm giọng nói. Nghe Phí Kỳ vừa nói, Xích Diễm Long Vương Đinh Linh đang cùng xà hạt yêu nữ Kim Tâm Nguyệt đều là những người không đơn giản. Nếu chúng ta lựa chọn đế quốc, hai người phụ nữ này sẽ là kẻ địch nguy hiểm nhất của chúng ta mặc dù chúng ta lựa chọn liên bang, muốn cò kè mặt cả với hai người phụ nữ này chiếm được tiện nghi đều khá khó khăn. Đinh Linh đang cùng Kim Tâm Nguyệt cố nhiên đều là nhân vật vô cùng cao minh của tinh diệu liên bang, là đối tượng mà chúng ta cần phải đề phòng trong thời gian tới. Nhưng tôi lại càng lo lắng một người khác hơn, một người có lẽ so với hai người phụ nữ này càng đáng sợ gấp trăm lần so với hai người phụ nữ này. Hai đại hóa thần chi nhất, lan thần, môn xích tâm nặng nề nói từng chữ một đó chính là kền kền lý diệu lý diệu mọi người đều ồ lên hắn không phải đã chết sao mông xích tâm cười lạnh nói phí kỳ nói mặc dù có thêm mắm thêm muối vô cùng không thật nhưng đinh linh lan mạnh mẽ kim tân nguyệt giảo trá không hề nghi ngờ là kền kền lý diệu này ngay cả xích diễm long vương đinh linh đang kỳ nữ cũng có thể chinh phục có năng lực dạy dỗ ra xà hạt yêu nữ kim tâm nguyệt tâm ngoan thủ lạc tâm hiểm giả dối còn một tay thúc đẩy sự chuyển biến từ liên bang cũ đến liên bang mới. Người này từ 100 năm trước đáng sợ đến mức nào? Một lão quái vật như vậy, nào có dễ dàng chết như thế? Húng chi còn chết không rõ ràng, gây chuyện xôn xao. Hừ, theo ý ta, kền kền chết, tất có kỳ quái. Có lẽ bế quan tu luyện ngủ đông trăm năm mới là sự thật. Các vị đều biết rằng, trong cổ thánh giới của chúng ta có rất nhiều triều đại nổi tiếng và giàu có. Ngoài thực lực bên ngoài, thường thường đều có một số lão quái vật thực lực sâu không lường đang âm thầm ngủ đông trấn thủ. Những lão quái vật này thường thường bế quan tu luyện mấy trăm năm, bình thường không dễ dàng hiện thân, cũng lười can thiệp những việc nhỏ nhặt, chỉ đến khi tông phái cùng vương triều rơi vào những trường hợp sinh tồn mới phá quan mà ra, chủ trì đại cục, ngăn cơn sóng dữ. Lão quái vật như vậy chính là một con bài chưa lật của một tông phái hoặc vương triều, không hơn không kém lão tổ tông. Lão tổ này đáng sợ. Nói vậy các vị đều là rõ ràng. Không sai. Hàng Bạc Lăng nói. Sư phụ của ngài chẳng lẽ không phải chính là lão tổ tông của Thảo Nguyên chúng ta sao? Mông Xích Tâm cười cười nói. Tôi tính là lão tổ tông, cái gì, tiểu hoàng đế, tôi nhớ lôi kiền môn các anh trong quá trình thống nhất thiên hạ, liền gặp đại viêm vương triều lão tổ tông, đánh một trận kinh thiên động địa đi. Đúng vậy. Phượng hoàng đế chu tông hữu hơi giật mình, nuốt nước bọt nói. Hàng ngàn năm trước, lôi kiền môn chúng tôi cuộc khởi là lúc đại viêm vương triều đã là một ngày mỏng manh, lung lay sắp đổ, kéo dài hơi tàn. Tổ tiên của lôi kiền môn chúng tôi dẫn theo 88 tông phái liên quân dễ dàng liền đánh hạ nửa giang sơn, quân tiên phong thẳng tiến đến viêm vương đế đô, ngay cả bảy đại cường giả của viêm vương triều được xưng là thất viêm thần đều bị chúng tôi làm cho bị thương hoặc giết chết. Ai có thể nghĩ đến, ngay tại chỗ sâu trong hoàng cung của viêm vương triều, còn ngủ đông một gã, lão tổ tông như vậy, lấy thực lực tuyệt cường vô cùng triển khai phản kích sắc bén. Trận chiến đó, chúng tôi ước chừng ngã xuống ba gã hóa thần, chính tên Nguyên Anh, vô số kết đang trả giả vô cùng thảm thiết mới giết chết đại viêm lão tổ này. Đại kiều long hưng của chúng tôi, trong một trận chiến hung hiểm, ở thời khắc mấu chốt suýt nữa bị đại viêm lão tổ phá tầng an quân trận, làm cho quân của chúng tôi tan tác, nếu ông ta mạnh hơn một chút thì hoàn toàn có khả năng. Một khi liên quân tan rã, Thiên hạ ít nhất sẽ loạn mấy chục năm. Đó thật sự là một trận chiến trời tối đất đen, trăng sao biến sắc, máu chảy thành sông. Những cao giai tu sĩ tham gia trận chiến này sau này nhớ lại trong lòng đều là sợ hãi. Trong trận chiến, nghe nói khi Đại Viêm lão tổ phát động thần thông mạnh nhất, bầu trời phía trên đế đô giống như bị thiêu đốt hừng hực. Cho nên, khi sửa lại sử sách tiền triều, đã gọi trận chiến này là Phần Thiên Chi Chiến. Phần Thiên Chi Chiến là một hồi kích đấu nổi tiếng khi Đại Kiền Vương triều quật khởi. Toàn bộ tu sĩ ngồi đây trừ Bỏ Lý Diệu Hầu như nghe nhiều nên thuộc, không cần Phượng Hoàng Đế giới thiệu nhiều, trong đầu mọi người đều hiện ra cảnh tượng hủy thiên diệt địa vô cùng khủng bố. Mỗi một cổ thánh cường giả sắc mặt đều có chút khẩn trương. Mông Xích tâm thở dài một tiếng nói. Phong thái và thực lực khủng bố của lão tổ tông của Đại Viêm Vương triều Triêu Na chúng ta chính mắt nhìn thấy nhưng kền kền lý diệu cùng con số lão tổ tông đang sợ của tinh diệu liên bang tồn tại nếu hắn thật sự chưa chết lại trải qua một trăm năm bế quan tu luyện hiện tại đến tục cùng là cường đại đến trình độ nào phải biết rằng đại viêm lão tổ tông gần là một gã tứ chi phát đại đầu óc đơn giản mà có thể khiến liên quân bị thương nặng suýt nữa lấy thực lực của bản thân tiếp tục mấy chục năm vận khí của đại viêm vương triều mà kền kền lý diệu nếu có thể dạy dỗ ra xà hạt yêu nữ như Kim Tâm Nguyệt thì âm mưu cùng trí tuệ chắc chắn không đơn giản. Các anh nói xem, một lão ma văn võ song toàn như vậy, lại ngủ đông trong bóng đêm, tinh diệu liên bang trấn quốc lão tổ, có phải là nhân vật nguy hiểm hơn so với Đinh Linh đang cùng Kim Tâm Nguyệt? Mông xích tâm vừa nói xong, phần đông cổ thánh cường giả đều lâm vào suy tư thật sâu, liên tục gật đầu. Mông tiền bối nói là sự thật. Lý lão ma này 89% còn chưa chết, chỉ là đang bế quan tu luyện mà thôi. Đang sợ, thật sự là đáng sợ. Xích Diễm Long Vương Đinh Linh đang cùng xà hạt yêu nữ Kim Tâm Nguyệt đã đủ khiến người ta đau đầu, không nghĩ tới thế mà còn có một lão tổ tông ẩn nấp trong bóng tối. Lý lão ma này có thể sẽ không dễ dàng hiện thân, nhưng một khi hắn phá quan mà ra, xuất hiện ở trước mắt chúng ta, tuyệt đối sẽ phát sinh một hồi đại chiến tối tăm trời đất, máu chảy thành sông. Không sai, phải trọng điểm chú ý lý lão ma này hắn mới là biến số lớn nhất của chúng ta lý diệu khụ khụ thật ra cái này cũng không có khoa trương như vậy nói không chừng lý lão ma thật sự đã sớm chết bất đắc kỳ tử hoặc là lời đồn về ông ta là phô trương thanh thế hoang đường bản thân ông ta chưa chắc đã lợi hại như vậy chúng ta đừng như lâm đại địch lo sợ không đâu đi không sai bạch liên lão mẫu vạn minh châu vỗ bàn thét to linh thức đạo hữu nói rất hợp lòng tôi không phải vừa mới đều nghe phí kỳ nói sao tinh diệu liên bang hóa thần tu sĩ cũng không nhiều cũng có thể nói là ít ỏi có thể đếm được vài người hơn nữa thời đại này hóa thần thường thường chỉ tinh thông một lĩnh vực đối với các lĩnh vực khác cũng không am hiểu vài hóa thần có thể đếm được trên đầu ngón tay của liên bang hiện tại phần lớn tập trung ở cái gì gọi là quản lý hình nghiên cứu về lĩnh vực hình giống như hành động thực tế có thể phát huy ra sức chiến đấu cấp kim đan hay không rất khó nói. Chúng ta đã có hai đại hóa thần, 10 đại cao giai nguyên anh, đều là những người tinh thông chiến trận. 12 người chúng ta tuyệt đối có thể ngang dọc tinh diệu liên bang. Đừng nói rằng Lý lão ma rất có khả năng đã chết bất đắc kỳ tử, ngay cả ông ta còn chưa chết, thật sự xuất hiện ở trước mặt chúng ta thì như thế nào? 12 người chúng ta liên thủ trấn áp, khiến cho lão quái vật này trắng tay cần gì phải lo lắng vì người khác mà phá hủy chí khí của mình linh thức đạo hữu ông cũng là ý này đúng không lý diệu đúng được rồi long dương quân thật sự nhịn cười không được dùng sức xoa mặt mới có thể nhịn cười cuối cùng nói các vị đạo hữu nói đều rất có lý nhưng hiện tại chúng ta hiểu biết về lý lão ma của tinh diệu liên bang này cũng không nhiều cứ ở đây nói xuân cũng không có ý nghĩa vẫn là tiến một bước tìm kiếm tình báo về ngư long thành dung nhập vào một thế giới mới hoàn toàn khác này hơn nữa có một thân phận giả hoàng mỹ lẻn vào được liên bang rồi nói sao đề nghị của long dương quân được mọi người tán thành đang muốn tan học hắc dạ lan gõ cửa kiểm tra đo lường đối với chiếc tàu chiến kiếm ngư của phí kỳ đã hoàn thành chiếc tàu chiến này hình thức giống với đế quốc tinh hạm của chúng ta hơi thích ứng là có thể bắt đầu hắc dạ lan cung kính nói với tất cả mọi người hơn nữa, tàu chiến này thuộc loại tàu chiến rất nhỏ, người vận hành cực ít, nếu chỉ bay trong nội bộ long xà tinh vực thì với 13 người chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó. 12 cổ thần cường giả đối với cách nói của Hắc Dạ Lan là lẻn vào liên bang, tìm kiếm tình báo, tranh thủ đế quốc hạm đội nội ứng ngoại hợp. Dùng lý do này, ép buộc các nữ chiến binh đế quốc hợp tác. Hơn nữa, hai lão quái hóa thần còn thiết lập các cấm chế trong đầu và trong cơ thể của Hắc Dạ Lan. Lý Diệu còn chuyên môn luyện chế bảy tám gông xiền thành trang sức quấn quanh người Hắc Dạ Lan. Nhất cử nhất động của Hắc Dạ Lan đều nằm trong sự theo dõi của bọn họ. Thật ra không cần sợ những nữ chiến sĩ đế quốc này làm ra hành động khó lường gì sau lưng bọn họ. Ừ. Lý Diệu gật gật đầu, 6 tháng trước, Hắc Dạ Lan vẫn là trợ thủ của hắn đến để duy tu cự thần binh cùng tinh hạm. Mà những dụng cụ theo dõi và pháp bảo trên người Hắc Dạ Lan đều là hắn thao túng. Cho nên, mọi người liền đem Hắc dạ lan giao cho hắn quản lý, xem như một cái đuôi của hắn. Lý Diệu nói với Hắc dạ lan. Đã biết, như này phải bắt vài thuyền viên có cương vị quan trọng lại đây, hỏi về phương pháp vận hành cụ thể của tàu chiến kiếm ngư này. Sau đó đem những phương tiện quan trọng, bao gồm cả pháp bảo đơn nguyên từ nữ qua chiến hạm tháo dỡ xuống, chuyển đến tàu chiến kiếm ngư. Chúng ta tranh thủ trong vòng 3 ngày xuất phát, trước khi tới ngư Long Thành. Còn thất thần làm gì, không nhanh đi. Hắc dạ lan do dự nửa ngày, cắn răng một cái, to gan nói. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với linh thức lão sư cùng các vị tiền bối. Ồ! Lý Diệu hơi ngẩn ra. Nói cái gì? Những chuyện phí kỳ vừa nói, bao gồm những chuyện về thiên hoàng văn minh, xin linh thức lão sư cùng chư vị tiền bối ngàn vạn lần không cần để trong lòng. Hắc dạ lan vẻ mặt rất chân thật, mười phần nghiêm túc nói kể cạn bã như phí kỳ căn bản không phải là người tu luyện chế độ mục nát xuống dốc như thiên hoàng văn minh cùng đế quốc chân nhân thực tiễn tu thiên đại đạo của chúng ta là hai việc hoàn toàn khác nhau tôi biết linh thức lão sư cùng chư vị tiền bối nhất định đối với phí kỳ tâm sinh hèn mọn có lẽ sinh ra hiểu lầm liên quan đến tên người tu tiên này nên phải giải thích rõ ràng với các vị lý diệu cười như thế nào đế quốc chân nhân cùng thiên hoàng văn minh không giống nhau nghe có vẻ như mười phần tương tự. Thiên cương tộc cùng địa sát tộc, chẳng lẽ không phải là chân nhân cùng người vượng của đế quốc các ông? Cường giả cao cao tại thượng, nô dịch cùng áp bức kẻ yếu, không phải là nửa năm trước anh vẫn tuyên dương tư tưởng. Cậu vì sao phải coi thường phí kỳ đâu, mỗi hành động của cậu ta đều là một người tu luyện tiêu chuẩn. Hắc giả dạ lan thẳng người, lớn tiếng phản bác. Cường giả thống trị kẻ yếu, người không lãnh đạo kẻ ngu, đây không phải là việc bình thường đương nhiên sao? Chẳng lẽ kẻ yếu thống trị cường giả, ngu ngốc lãnh đạo thiên tài? Vậy không phải là hoàn toàn lộn xộn sao? Chẳng qua, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu, ai là thiên tài ai là ngu ngốc trong mắt những người tu luyện như chúng ta cũng là cạnh tranh rất mạnh mà không phải đơn thuần dựa vào huyết mạch để quyết định. Tục ngữ nói, thị loa tử thị mã, lạp xuất lai lưu lưu. Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, nhược nhục cường thực, được làm vua thua làm giặc là một người tu luyện chân chính, chúng ta tuyệt đối sẽ không lãng tránh, ngược lại sẽ tích cực đối mặt và chủ động tranh thủ mỗi một cơ hội cạnh tranh tàn khốc. Đánh giá kiêu ngạo của chúng ta vĩnh viễn đều chỉ là lực lượng của chúng ta mà không phải huyết mạch và thân phận của chúng ta. Trong cạnh tranh tàn khốc, thử thách đẫm máu chứng minh rằng người mạnh mẽ là chân nhân, người yếu đuối không có quyền lực chính là người nguyên thủ. Điều này ít liên quan đến tổ tiên và cha mẹ họ, đây mới chính là đại đạo tinh túy của người tu luyện thiên hoàng văn minh hiển nhiên không như vậy có lẽ ở mấy nghìn năm trước thiên hoàng văn minh thiên cương tộc lúc đầu không sợ vất vả cùng hy sinh liều mạng ở ngoài tầng khí quyển tu bổ cùng xây dựng thiên hòa là một xã hội thật sự giới thượng lưu vạn dặm mới tìm ra một người nổi bật xứng với danh hiệu chân nhân mà địa sát tộc lại hết ăn rồi nằm tầm nhìn hạn hẹp không muốn phấn đấu vì tương lai đời của con cháu kẻ yếu người thất bại kẻ đáng thương không có tư cách sinh sống ở thiên hoàng. Không thể không sống ở nơi gây ô nhiễm nghiêm trọng, nguy cơ tứ phía, đây chính là họ gieo gió gặt bão. Nhưng mà đây đều là chuyện mấy ngàn năm trước, là mấy ngàn năm trước của kẻ mạnh và kẻ yếu, chân nhân cùng người nguyên thủy. Hôm nay thiên cương tộc lại dựa vào cái gì để coi mình là kẻ bề trên, giới thượng lưu, người nổi bật, chân nhân, do đó chiếm lấy thiên hoàng. Chẳng lẽ chỉ bằng việc dựa vào vinh quang của tổ tiên sao? Đây thuần túy là vấn đề đầu thai, cùng với sự cố gắng phấn đấu tự thân họ không có chút quan hệ nào. Mà thiên địa sát tộc ngày này trong nguy cơ ngập đầu lâu như vậy chẳng lẽ không thể trong ngàn nan vạn hiểm kích thích xuất hiện vài tên cường giả sao? Chẳng lẽ cường giả này không có tư cách thăng lên thiên hoàng, được giáo dục tốt, được tu luyện nhiều cùng càng nhiều tài nguyên ủng hộ, để dẫn dắt toàn bộ văn minh lên một tầm cao mới? Con cháu thiên cương tộc vĩnh viễn là thiên cương tộc. Con cháu địa sát tộc cũng vĩnh viễn là địa sát tộc. Giai cấp hoàn toàn không thể thay đổi, thượng lưu nằm ở công lao của tổ tiên. Họ không suy nghĩ tích cực, một lòng một dạ nghĩ làm thế nào áp bức dân chúng, dân chúng lại tích lũy đầy ngập lửa giận, không biết nên phát tiết như thế nào. Một xã hội như vậy sẽ chỉ tiêu ma toàn bộ lực lượng, nào có chút tương lai nào đáng nói. Một nền văn minh như vậy căn bản không phải chân chính là một nền văn minh tu luyện chẳng qua phí kỳ là một kẻ cặn bã ích kỷ tạo ra hiểu lầm của người tu luyện chúng tê thỏa mãn tham lam cùng tư dục của mình mà thôi điều này sẽ bị người tu luyện văn minh tiêu diệt thật sự không có chút kỳ quái gì ngược lại hoàn toàn hợp lý hợp lý lý diệu sắc mặt vô cùng cổ quái những cường giả còn lại cũng bị hắc dạ lan nói giật mình nghe như vậy cậu chán ghét thiên hoàng văn minh hơn nữa là tinh diệu liên bang đó là đương nhiên hắc dạ lan nghiêm mặt nói trong những người tu tiên và tu chân chúng ta không có nhiều chỗ cho những ân quán cá nhân mọi người chẳng qua khác nhau về phương hướng phát triển tương lai nhân loại mà thôi tuy là kẻ địch nhưng nhiều nhất chỉ là đối địch cũng không có nhiều chỗ cho chán ghét cùng hèn mọn mà một người giả làm người tu luyện như phí kỳ cũng là ngụy tranh tu tiên đại đạo thỏa mãn bản thân mình đã làm bại hoại danh dự của người tu luyện chúng ta trong vũ trụ làm một người tu luyện chân chính tất nhiên sẽ chán ghét và thống hận những kẻ giả danh này lý diệu vội ho một tiếng trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào cho tốt trầm ngâm một lát có chút tò mò hỏi cậu đã bất mãn với thiên hoàng văn minh như vậy tôi thật sự muốn biết ở đế quốc chân nhân loại của các cậu nếu đối mặt với thiên hoàng văn minh thì khả năng nhất sẽ xử lý như thế nào không cần khả năng nhất ở đế quốc chân nhân loại một tinh cầu cư dân chia làm hai giai cấp giống như thiên hoàng văn minh đại đa số người nguyên thủy sinh hoạt ở những hoàn cảnh khó khăn. Số ít chân nhân sinh hoạt ở những thành thị hoàn cảnh thoải mái, văn minh phát đạt. Đây thực sự là một hình thái xã hội thông thường. Hắc dạ lan mười phần kiêu ngạo nói. Bởi vì trung tâm của tinh hải là chiến trường chính của trận đại chiến tận thế biến. Rất nhiều hành tinh có thể ở được, giống như thiên hoàng tinh, bị chiến hỏa thổi quét, bề mặt bị ô nhiễm và phá hư nghiêm trọng, không hề thích hợp để sinh sống. Như vậy một thành thị ngoài tinh không quỹ đạo cách không xa hành tinh mẹ, có thể thu thập tài nguyên ở hành tinh mẹ, tránh được khí hậu ác liệt và ô nhiễm nghiêm trọng cùng di thú hung tàn xâm nhập, chính là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, chia ra thành cường giả và kẻ yếu, cường giả ở lại thiên hoàng hưởng thụ cuộc sống, có được tài nguyên sung túc, nghiên cứu những lĩnh vực mũi nhọn, thần thông, thúc đẩy văn minh tiến về phía trước. Mà kẻ yếu ở lại trên những hành tinh khác, dùng sinh mệnh không có giá trị quá lớn của mình hát vang bài hát cung cấp nhiên liệu cho văn minh đó là chế độ hợp lý nhất bản thân sự phân chia của thiên cương tộc cùng địa sát tộc không có vấn đề gì vấn đề là làm như thế nào để xác định ai là thiên cương tộc ai là đại sát tộc hơn nữa thiên cương cùng địa sát có thể tự do chuyển đổi không phải có đủ những tiêu chuẩn khắc nghiệt để đảm bảo mỗi một thiên cương tộc thật sự là tinh anh trong tinh anh là một người nổi bật vạn giảm mới tìm được có tư cách hưởng thụ tài nguyên phong phú cùng một hoàn cảnh tốt nếu không đạt tiêu chuẩn cần quan tâm anh là con cháu nhà ai đều sẽ bị đào thải không lưu tình chút nào mà mặc dù là hậu duệ của địa sát tộc một thợ mỏ thấp nhất cũng có con đường để phấn đấu nếu bọn họ chứng minh mình vĩ đại bọn họ cũng sẽ có được thân phận thiên cương tộc nếu thiên hoàng văn minh là một nền văn minh bất tử tiêu chuẩn trong đế quốc chân nhân loại thì thiên hoàng vẫn có thể được thành lập hai giai tầng sống trên trời và dưới đất vẫn được tạo ra nhưng giữa trời và đất lại có điều quan trọng nhất đó chính là kết nối đến các mỏ và đường đi đến các thành phố tinh thông trong đế quốc không ít các tinh cầu cùng hoàn cảnh đều có thông đạo như vậy chúng được gọi là thông thiên tháp trong thông thiên tháp sẽ có nhiều thử thách tàn khốc và đẫm máu vô cùng toàn bộ địa sát tộc đều có thể tiến vào đó vô điều kiện chỉ cần anh ta có thể thông qua vô số khảo nghiệm Dùng hai quả đấm chứng minh mình vĩ đại cùng cường đại là có thể một bước lên trời. Từ đại sát tộc chuyển hóa thành thiên cương tộc. Ở thiên hòa chiếm một vị trí rất nhỏ. Mặt khác, ở thiên hoàng cũng sẽ thiết lập các loại thí luyện quan tạp, sinh tử lôi đài. Mỗi người con của thiên cương tộc từ khi sinh ra phải tiến hành thí nghiệm khắc nghiệt, tu luyện và cạnh tranh lẫn nhau cũng rất thịnh hành. Một khi trong thí luyện, lôi đài tư đấu sa súc thì anh là kẻ yếu, là rác rưởi không xứng với danh hiệu vinh quang của thiên cương tộc. Mặc dù cha của anh là quan lớn của thiên hoàng phủ, anh sẽ bị đá ra khỏi thiên hoàng không chút lưu tình nào, từ thiên cương tộc cao cao tại thượng biến thành kẻ đê tiện địa sát tộc. Đương nhiên, cái gọi là lôi đài, thí luyện cùng với tư đấu, vị tất nhất định phải dùng võ lực, trí tuệ cùng sự tính toán, chỉ huy lực và sức sáng tạo. Đế quốc đều có lưu trình khảo hạch chuyên nghiệp 10 phần mỗi người đều có thể lựa chọn lĩnh vực mình tinh thông để phát triển chỉ cần chứng minh mình có giá trị cực cao đối với văn minh nhân loại tự nhiên có thể hưởng thụ thân phận tôn quý cùng đãi ngộ ưu tú nhất trong chế độ cạnh tranh này mỗi một người của địa sát tộc đều vì cơ hội một bước lên trời mà điên cuồng tu luyện mỗi một người thiên cương tộc lại không dám có chút lơ là bởi vì bọn họ sợ hãi từ thiên đường ngã xuống âm tàu địa phủ bất luận là thiên cương hay là địa sát tộc mỗi người trên đỉnh đầu đều có một cây lợi kiếm, sau mông đều là chó sói đói đang đuổi theo. Mọi người đều đem hết khả năng, hết thực lực của mình ra so. Kết quả chính là nền văn minh đột phá, khiến toàn bộ thực lực của tinh cầu tăng vọt. Hơn nữa, con đường cao thấp như vậy để cho mỗi người đều có thể nhìn đến hy vọng cùng sợ hãi. Đối với duy trì ổn định xã hội đều có ưu việc thật lớn. Lửa giận cùng oán khí của địa sát tộc đều có thể thông qua thông thiên tháp phát tiết bọn họ sẽ nhận thức rõ ràng sở dĩ bọn họ là địa sát, người khác là thiên cương, cùng vận mệnh không quan hệ, cùng tổ tiên không quan hệ, cùng bất công của chế độ, chính phủ quốc gia đều không quan hệ, là bởi vì chính bọn họ quá yếu. Thông thiên tháp liền ở nơi đó, đi qua thì cái gì cũng có. Ngay cả thông thiên tháp không dám đi vào thì có tư cách gì oán trời trách đất, lại có cái gì hâm mộ ghen tị hận. Thật sự muốn hận, liền hận mình vì cái gì yếu đuối như vậy. Tôi dám cam đoan, nếu thiên hoàng văn minh thật sự chính là người tu luyện văn minh, thực thi chế độ cạnh tranh cao độ như vậy, Quảng Anh là Đinh Linh đang hay là Kim Tâm Nguyệt, tuyệt đối không dễ dàng kích động địa sát tộc. Hoàn toàn ngược lại, nếu có thể tích lũy chiến công và thân phận. Tích lũy nhất định chiến công có thể trở thành thiên cương tộc, có thể đi vào thiên hoàng sinh sống. Tiềm lực chiến tranh của thiên hoàng văn minh tuyệt đối không chỉ có như vậy nói không chừng có thể bám chú quân viễn chinh của liên bang khiến tinh diệu liên bang thống khổ bại trận một lần. Tất nhiên, nếu thực thi chế độ như vậy, người ngoài mạnh trong yếu như phí kỳ, không có xương cốt, quý tộc vốn không có nửa ngày lành, thực sự khả năng đã bị đào thải ngay trong thí nghiệm khi 7-8 tuổi, một cước bị đá đến mỏ quặng để tự sinh tự diệt. Nhưng, người tu luyện chúng ta suy xét là toàn bộ tương lai của văn minh nhân loại, sống chết của mỗi cá nhân, mỗi một gia tộc thậm chí mỗi một tập đoàn, thì quan tâm đến điều gì? Nếu tôi được chứng minh là một kẻ yếu, tôi tất nhiên sẽ thản nhiên nhận vận mệnh bi thảm, tựa như tôi bị các vị tra tấn mọi cách, lại không có một câu oán hận. Bởi vì đây đều là tôi gieo gió gặt bão, không vì văn minh của toàn bộ nhân loại, đánh bạc thân phận, tôn nghiêm, tương lai cùng thân phận của mình. Đây chính là sự khác nhau lớn nhất của người tu luyện chân chính cùng giả người tu luyện. Phần đông Nguyên Anh cùng hóa thần đều nghe được trận mắt há hốc mồm nhìn hát dạ lan vẻ mặt phấn khởi đỏ mặt tía tai bọn họ đều như lần đầu tiên biết đến nữ tù binh đến từ đế quốc chân nhân loại lý diệu lẩm bẩm nói đây là phương thức của đế quốc chân nhân loại đúng vậy hát dạ lan hít sâu một hơi trầm tĩnh nói đây là chân nhân loại đây là đế quốc năm ngày sau trung tâm của long xà tinh vực gần dẫn lực vòng một thành phố tinh không vắt ngang biển sâu thành phố lớn này có hình dạng giống như lõi của tổ ong trong suốt như pha lê, giống như dùng những khối thủy tinh hình lục giác lớn nhỏ đều nhau gắn lại tạo thành mỗi điểm mà khối thủy tinh giao nhau lại mở ra bốn phương như cánh buồm mặt trời. cánh buồm mặt trời mỏng manh thể hiện khuynh hướng cảm xúc thủy tinh trong suốt. trên bề mặt là các hình điêu khắc và linh năng ngưng kết, ống dẫn vận chuyển khiến bọn chúng nhìn giống như là một tấm lá cây lớn trong suốt không gì so sánh được, hơi lay động trong gió biển không nhìn thấy được lá cây hoặc thiên cánh hoặc là cánh bùn này có thể hấp thu bức xạ và nhiệt từ các ngôi sao lớn đặc thù. Hơn nữa chuyển hóa chúng từ trình độ lớn nhất chuyển hóa thành linh năng, thông qua mau tế mạch máu như mạch lạc, từng dọc từng dọc vận chuyển đến trung tâm của tổ ong hình thủy tinh, đóng vai trò nguồn năng lượng chính của thành phố. Đây chính là trái tim của Long xà tinh vực ngư Long Thành. Tàu chiến kiếm ngư chở theo 12 danh của thánh cường giả cộng thêm một nữ tù binh đế quốc nghe theo chỉ huy của hướng dẫn viên ở tinh cảng hỗn tạp trong mấy trăm chiếc tinh hạ muôn hình muôn vẻ từ từ xuyên qua hai cánh buồm lớn hướng về phía 99 cửa vào. Làm một tòa cố định phù trận mắt thường không thể nhận ra, để kiếm ngư neo chặt vào bến tàu là một nhánh cây xông ra phía của ngư Long Thành. Từ bến tàu hình nhánh cây sẽ tự động có thiết bị để neo tàu lại. Thiết bị này giống như động vật nhuyễn thể, thân có thể co duỗi tới lui, tìm tòi sơ soạn, rất nhanh tìm được khoang thuyền của kiếm ngư, dựa vào chất kết dính để neo nhau lại, không một kẻ hở, đổ bộ thành công. Long xà tinh vực là nơi trục xuất, không có chính phủ. Ngư Long Thành cũng là từ Thiên Hoàng phủ, thủy tinh cốc, U Minh Bảo cùng thụ Hải Bang bốn đại thế lực cùng tạo thành tứ thánh thương hội duy trì trật tự. Trên cơ bản chỉ cần nộp cho tứ thanh thương hội một phần phí phí xây dựng cảng không mang theo pháp bảo có tính sát thương lớn là có thể tự do ra vào ngư long thành bên ngoài tuyệt đối sẽ không có quá nhiều người hỏi thăm thân phận và mục đích của người tới đương nhiên pháp bảo có tính sát thương quy mô lớn có thể giấu kín ở càng khôn giới cho nên tiến vào nơi long xà hỗn tạp này điều kiện duy nhất chính là tiền ngư long thành là thiên đường thám hiểm là sân khấu cho những người dũng cảm là chiến trường cho những kẻ điên Trải qua mấy chục năm phát triển mạnh mẽ, sự giàu có mà bốn đại thế giới mang đến đã tạo ra sự phồn vinh dị dạng. Chẳng những trở thành nơi tránh nạn ngập trong vàng son của những người có lòng bất mãn với tinh diệu liên bang, còn tụ tập đến đấy những cường giả sống ở liên bang có khát vọng mạo hiểm cùng giết chóc. Những thanh thiếu niên không thích cuộc sống sống yên biển lặng, ảo tưởng một đêm thành danh, còn có những người tâm mang ý xấu. Mười năm gần đây, hùng hảo trùng hào đến từ trung tâm tinh hải cũng bỏ neo ở gần long xà tinh vực không ít những tu sĩ không chính thống của tinh hải cũng bí mật xuất hiện ở trong này hưởng thụ xa hoa lãng phí lạc thú không thể có ở điều kiện gia khổ của huỳnh hỏa trùng hào thậm chí lấy long xà tinh vực là bàn đạp đại quy mô đào vong đến tinh diệu liên bang dù sao được con thuyền huỳnh hỏa trùng hào chống đỡ kéo dài hơn tàn một ngàn năm của nhà nước tinh hải thật sự không giống như là còn có thể kéo dài tới một ngàn năm tóm lại ngư long thành chính là như thế tinh đạo gián điệp sát thủ bảo tiêu buôn lậu, thầy thuốc giả, săn thủ lĩnh phản bội tổ quốc, người tu luyện. Khắp nơi đều là âm mưu, máu me và giết chóc cùng phản bội đang xen tạo thành. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV đi trong 11 danh cổ thánh cường giả cùng hát dạ lan từ từ đi về phía cửa của cảng, dần dần cảm thấy hô hấp dồn dập, có chút không thể ức chế được kích động trong lòng. Trong khi chờ phí kỳ dùng những kẻ nghiệp dư tạo kết điệu, bọn họ đã cướp đoạt đủ những ký danh tinh tạp, Chúng có thể sử dụng làm tiền ở Long Xà Tinh vực. Dùng phương pháp đặc thù áp thành tiên xu siêu cao cấp tinh thạch. Dùng tinh thạch tiền xu, bọn họ trực tiếp chiếm dụng một thông đạo dành cho khách quý cực nhanh không cần đi xếp hành và các nghi lễ phiền phức. Chỉ cần đi qua một loạt các cửa dày đặc là có thể bước vào một xã hội văn minh hiện đại cách đó trăm năm. Tuy nhiên nơi này còn không phải chân chính là lãnh thổ của Tinh Diệu Liên bang. Nhưng không thể nghi ngờ là phạm vi thế lực cùng thẩm thấu cao độ của Liên bang. Ở trong này nhất định có thể tìm hiểu nhiều tin tức về liên bang, về thân nhân cùng bạn bè. Sau trăm tuổi, có được thất giới, liên bang rốt cuộc phát triển đến trình độ nào? Kỳ ngộ và sự phát triển của Đan Linh đang cùng Kim Tâm Nguyệt bọn họ như thế nào? Còn có Vũ Mã Viêm, Tạ An An, Quá Xuân Phong, Lôi Đại Lục, Bạch Khai Tâm, Hùng Vô Cực, Mạc Huyền Giáo Thụ những người này từ lúc gặp đến bây giờ như thế nào? Lý Diệu rất nóng lòng muốn biết tất cả những việc này lại có chút gần hương tình khiếp ý tứ, không thể tưởng tượng mình thật sự cùng Đinh Linh Đan, Kim Tâm Nguyệt gặp nhau sẽ là cảnh tượng như thế nào. Một trăm năm, tuy tuyệt đại đa số thời điểm, đều là ngu đông, nháy mắt liền trôi qua. Nhưng chung quy là một trăm năm, vô cùng dài dòng một trăm năm, dài lâu đến hắn ngay cả tư vị của đại đạo chi tranh đều quên mất. Trong lòng Lý Diệu là một trận rung động. Hắn bỗng nhiên nhớ tới những đêm cùng Đinh Linh đang ở một hành tinh nhỏ, ở sâu trong biển mấy vạn thước, xung quanh là xung tin dẫn lực, cùng ngồi bàn về cuộc đời, trao đổi lý tưởng, bản luận thần thông. Liên bang, ta đã trở về, lão bà, ta đã trở về. Dưới đáy lòng Lý Diệu cười, bước đi về phía phù trận trang bị dày đặt cửa cảm ứng. Xẹt. Cửa lớn mở ra. Tuy Lý Diệu đã làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lý vẫn bị cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cho rung động. Đây là một tòa thành thị kiến trúc lập thể 360 độ được xây dựng trên hệ thống thủy tinh tổ ong, căn bản không có trên dưới phải trái khắp nơi đều là những tàu nhà từ trung tâm của vách tường hướng ra ngoài hay còn gọi là chạc cây. Bọn họ dựa vào một đám trôi nổi giữa không trung như tiểu quan cầu như huỳnh hỏa trùng tỏa sáng cung cấp chiếu sáng. Mà tiểu quan cầu lại dùng năng lượng và nhiệt từ những ngôi sao khổng lồ chế tạo thành, thông qua những ống dẫn như mạch máu đưa đến đây. Mỗi một quan cầu nhỏ đều như cây bồ công anh lơ lửng, một mình tản mát ra quan mang không chói mắt nhưng mấy trăm quan cầu dung hợp lại liền biến thành một một đại dương ánh sáng mỗi một quan cầu nhỏ cũng sống không lâu giống như bong bóng xà phòng bị vỡ nhưng những quan cầu nhỏ mới sẽ lại được thổi vào trung tâm của thành phố làm cho thành phố vô pháp vô thiên hỗn loạn này phủ thêm một tầng ngụy trang bằng một giải khăn che mặt mềm mại dưới sự chiếu rọi của quan cầu mọi ngóc ngách của ngư long thành đều hiện ra trước mắt lý diệu và mọi người thiên hoàng quý tộc tôn trọng sự tao nhã nhẹ nhàng phong cách kiến trúc của họ hoàn toàn quán triệt điểm này. Giống như là những thanh gỗ loạn xếp lại với nhau, làm cho người ta có cảm giác không an toàn lung lay sắp đổ và trống rỗng. Mọi người ở thủy tinh giới thích tất cả những gì trong suốt, trong sáng kim quang lập lèo. Kiến trúc của bọn họ giống như là một lõi ngô đầy kim cương. U minh giới là thế giới của quỷ, kiến trúc của bọn họ âm u, rất nặng, coi như một đám rùa màu đen chồng cùng một chỗ một hình thái kiến trúc như vậy có thể giúp bọn họ chống đỡ phóng xạ trí mạng đến từ tinh hải, bảo hộ âm hùng yếu ớt, không bị tiêu hao. Nhóm trục xuất giả của thụ hải giới tôn trọng tự nhiên, nghe nói quê hương của bọn họ chính là một tinh cầu được bao quanh bởi một rừng cây nguyên thủy có các loại thực vật cổ quái đáng ngạc nhiên thậm chí sinh trưởng từ đáy biển vương ra ngoài mặt biển, một đường lớn lên tầng khí quyển. Ở Ngư Long Thành bọn họ tất nhiên không có khả năng gieo trồng loại cây đột phá này, nhưng vẫn như trước bọn họ lựa chọn dùng các loài thực vật hình thù kỳ quái để làm đẹp cho ngôi nhà mới của mình lý diệu thậm chí nhìn đến những bông hoa đường kích lên đến hàng trăm mét nở rộ trên kiến trúc đại thụ của bọn họ không biết nên gọi là hoa gì chỉ thiên hình vạn trạng này muôn hình muôn vẻ hiện đại hóa kiến trúc cũng đã đủ những người đến từ cổ tu thế giới ngắm nhìn cả buổi sáng càng không cần phải nói những toa xe tự do đi lại giữa các tòa nhà cùng toàn thành phố trong các ống chân không mà khiến bọn họ nghẹn họng nhìn trân trối bất ngờ không kịp phòng còn là những quần sáng ngập trời rập đất có mặt khắp nơi. Sự khác biệt lớn nhất của xã hội hiện đại và xã hội cổ đại không phải là kiến trúc, cũng không phải là phương tiện giao thông mà là tin tức, là tin tức cùng phương thức truyền tin. Đã trải qua nền văn minh tu chân hiện đại tin tức nổ mạnh, các loại tin tức truyền tống cùng trình độ đều gấp trăm lần so với thế giới cổ đại. Ít nhất mấy ngàn tấm màn sáng thật lớn di chuyển giữa không trung, lấy tốc độ của ánh sáng không ngừng biến đổi tin tức. Đây là hình ảnh nửa người trên không mặc áo của cô gái xinh đẹp trang điểm đậm, kia là phần còn lại của tay chân đã bị cuộc đang thi đấu thể thao bay loạn, hình ảnh máu me tới cực điểm đập vào mắt. Thứ ba cũng là tin tức thị trường chứng khoán của Tinh Diệu Liên Bang như thác nước rơi xuống, cộng thêm các chuyên gia, học giả, kẻ lừa gạt cùng những kẻ điên khàn giọng gầm rú. Tiếp theo là những nghiên cứu mới nhất, hữu dụng, vô dụng và những giá bán của Bảo Pháp kỳ quái quần ma loạn vũ thất tình lục dục tất cả đều khiến nhóm cổ thánh trấn kinh. Cái này. Thiết thánh tề trung đạo có chút mê mang, đưa tay đẩy ra cái không tồn tại trong hư không. Đó là quảng cáo ánh sáng không gian ba chiều. Thông qua công nghệ ảo giác tiên tiến nhất và kỹ thuật ảo giác nửa bước mô phỏng cô gái ngực trần và đi thẳng vào suy nghĩ của của người xem. Đó là quảng cáo ánh sáng không gian ba chiều. Thông qua công nghệ ảo giác tiên tiến nhất và kỹ thuật ảo giác nửa bước mô phỏng cô gái chân không và đi thẳng vào suy nghĩ của cô. Tề Trung Đạo là tu chân giới minh chủ, cuộc đời trải qua vô số cuộc ác chiến lớn nhỏ. Lại chưa bao giờ kiến thức quá một màn hung hiểm như vậy, ngay cả tưởng tượng cũng không tưởng đến. Cô gái này bại lộ yêu diễm như vậy quả thực chẳng biết xấu hổ, nhất định là ma giáo yêu nữ tinh thông thải bổ thuật. Được gọi là Ba Tiểu Ngọc cũng ở bên cạnh thiết thánh Tề Trung Đạo thần sắc ác liệt nói: Cùng với ánh mắt ngắm nhìn của hai người, ý cười của cô gái này cũng ngày càng thần bí, môi đỏ mọng tức giận nhẹ nhàng rung động, truyền tống ra từng đạo tin tức bí mật nhất nhẹ nhàng đi vào não của hai người. Ba tiểu ngọc toàn thân rung lên hai mắt trợn tròn. Quả thật là kỳ diệu thần thông, vậy mà có thể cảm giác được chuyển động của mắt chúng ta cũng như sự phóng to thu nhỏ của đồng tử, truyền tống trực tiếp suy nghĩ trong đầu đến đây. Chỉ có những người hết sức chăm chú vào màn sáng này mới có thể tiếp thu tin tức đó, người bên ngoài cũng không chịu ảnh hưởng và bị quấy nhiễu. Tu chân văn minh hiện đại thật sự là tiên tiến không thể tưởng tượng. Nhưng, tin tức mà yêu nữ ma giáo này truyền tống đến tột cùng là có ý tứ gì? Cái gì Kim Phong Ngọc Lộ, Đông Hải Tiềm Long, Phong Hồi Lộ Chuyển, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Núi Cao Nước Chảy, Xoay Ngược Lại Càng Khôn, Bức Rèm Che Hợp Bích, nghe tên thật ra lịch sự tao nhã. Chẳng lẽ là quỷ bí thần thông gì của ma giáo dùng phương thức này lừa gạt người ta gia nhập ma giáo? Dù thế nào, cũng dám ở ngay ban ngày giống trống khu chiên ma giáo bản địa thật sự quá kiêu ngạo. Cả tề trung đạo, ba tiểu ngọc thậm chí ngay cả mông xích tâm cùng vu tùy vân hai đại hóa thần cũng giống nhau, toàn bộ cổ thần cường giả đều ở dưới mấy trăm quần sáng hòa lẫn, hoa mắt ván đầu, nghẹn họng nhìn trân trối, có cảm giác bị tin tức như nước lũ bao phủ. Các vị ông chủ lần đầu tiên đến Ngư Long thành sao, vậy nhất định phải tìm một gã dẫn đường. Đang lúc tất cả mọi người có chút không biết làm sao, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói bí ẩn vang lên. Cũng là một cái âm hồn có một cái đầu nhọn, loan lỗ, nửa cũ nửa mới xoa xoa tay sang đón. Người này cúi đầu không lưng với mọi người, mười phần nịnh nọt cười nói. Các vị ông chủ tốt, vừa lúc các anh cần một người dẫn đường, loa ti đầu tôi là người nổi tiếng nhất khu tốt, có tiếng phục vụ nhiệt tình, tin tức linh thông, thu phí hợp lý, hơn nữa tuyệt đối an toàn. Sọ não của người này xác thực có hai lỗ thật lớn, hình như là đã đóng đinh ốc vào sọ não. Xem chừng là một dây ăn ten đặc thù, tiện cho hắn phóng xuất âm hồn, cùng bên ngoài trao đổi ý niệm trong đầu. Loa ti đầu mười phần kiêu ngạo ứng ngực dùng ngón cái bằng sắt rắc, rắc rắc chỉ tâm huy chương thép ở ngực lại chỉ chỉ linh câu đang đói bụng kêu vang ở cách đó không xa như nhìn bọn họ giống một ít người tạp vụ chờ, nói. Mời các vị ông chủ xem, đây là dấu hiệu của tứ thánh thương hội Lao ti đầu tôi đăng ký người dẫn đường chính quy của thương hội Là thương hội phân công các vị đến chỗ tôi Chuyên môn do tôi phục vụ các vị cũng không phải là không có giấy phép gì Các vị ông chủ Nếu tìm tên này Đúng vậy Thu phí có lẽ tiện nghi một chút Nhưng ai biết bọn họ sẽ đưa các vị đến địa phương nào Mang các vị đến một số cửa hàng chuyên giết dê béo Dùng nhiều tiền mua vài món nhìn được dùng được giả mạo bảo pháp Cái này thì tốt Thậm chí cũng có người, phát hiện trên người các vị mang theo nhiều tiền giấy, tâm sinh ngạc niệm, trực tiếp đem các vị chỗ sâu trong phố cùng ngõ hẹp, một đao, ngay cả dây dưng đều nuốt vào, đó cũng là chuyện bình thường. hì hì tôi thấy các ông chủ mặt hồng hào, lưng thẳng, không giận tự uy, vừa thấy đã biết làm đại sự, phát đại tài đại nhân vận, không cần thiết vì so đo chút tiền trinh như vậy mà mạo hiểm đúng không? Chúng ta đều là dẫn đường chính quy của tứ thánh thương hội, tất cả phục vụ đều niêm yết giá rõ ràng, tuyệt không giết khách hơn nữa bên cạnh có chúng tôi làm bạn bọn đạo chích tuyệt đối không dám động đến các ông chủ có thể giúp các vị bớt đi không ít phiền toái cái này không phải so với tìm giả đạo tốt hơn nhiều sao ngay cả pháp bảo đều có ba tiểu ngọc hơi ngẩn ra đang muốn hỏi loa ti đầu như thế nào ngay cả pháp bảo đều có giả mạo long dương quân cũng là hai tay vắt sau lưng nhẹ nhàng động tay cao thấp nhìn loa ti đầu một phen từ chối cho ý kiến nói dẫn đường Cậu có thể giúp chúng tôi làm gì? Ở Ngư Long Thành, chỉ cần có tiền, muốn làm gì đều được. Loa ti đầu gặp làm ăn mắt câu, hai mắt sáng lên, loạn chuyển, giống như thủy tinh va chạm với nhau, hoa chân múa tay vui sướng giới thiệu. Các vị nếu có bó lớn tiền giấy, đặc biệt đến Ngư Long Thành tiếu sái khoái hoặc một phen, tôi sẽ mang các vị đến một vài tòa nhà vàng nổi tiếng. Cái gì xa hoa trụy lạc, thanh sắc quyển mã phấn khích kích thích cần cái gì đều có. Tất nhiên, mặc dù không cần tôi dẫn đường các vị ông chủ dựa vào bản đồ chỉ dẫn cũng có thể tìm được chỗ này nhưng không có người quen dẫn đi vào trong một ít khu đặc thù dành cho khách quý sẽ rất khó mở ra cho các vị hơn nữa loa ti đầu tôi còn có thể giúp các vị xin được chiếc khấu ưu đãi tối ưu thứ nhất là kiếm lại lời từ phí dẫn đường đương nhiên tôi sẽ phục vụ các ông chủ không công vài ngày chẳng phải lại không có lời sao xa hoa trụy lạc thanh sắc quyển mã Long Dương Quân hừ nhẹ một tiếng nói, "Còn có gì?" "Còn có." Loa Ti đầu lại chuyển hai tròng mắt ý cười càng nồng đậm. "Hơn nữa, nếu các vị còn muốn tìm kích thích hơn nữa, đối với thân thủ của mình lại có tin tưởng, tôi sẽ mang các vị đến khu thi đấu thể thao. Nếu các vị muốn thuê một ít người, tôi cũng có thể dẫn các vị đến nơi thích hợp, cam đoan bọn họ đều là tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn cao siêu mãnh nhân." Nếu các vị ông mộng nổi danh đi vào Long Xà Tinh Vực, tôi cũng có thể liên hệ đến đại nhiệm vụ, tùy ý các vị lựa chọn. Thậm chí, cặp mắt màu đỏ của Loa Ti đầu tỏa sáng, vẻ mặt biến hóa kỳ lạ, giả bộ nhỏ giọng lại cố ý để cho mọi người đều nghe được. Các vị ông chủ, nếu là muốn lấy Long Xà Tinh Vực là bàn đạp, tiến vào tinh diệu liên bang thì tôi có thể sắp xếp cho các vị thân phận tối hoàng mỹ. Cái gì? Long Dương Quân co rút đồng tử lại toàn bộ nguyên anh cùng hóa thần đều nheo mắt lại ánh mắt nhìn như không hề dao động trong nháy mắt đem hoàn cảnh bốn phía cùng người đi đường nhìn thấu tất cả đều đang nắm giữ bao gồm như thế nào mới trong thời gian ngắn nhất hủy diệt ngư long thành loa ti đầu căn bản không có ý thức được một hồi đại họa sắp đến vẫn còn cợt nhã thậm chí lấy cửu tay cọ một chút long dương quân cười hì hì nói các vị ông chủ làm gì khẩn trương như vậy đây không phải bí mật nhận không ra người gì từ lúc các vị ông chủ vừa ra tin cản tôi đã nhìn ra các vị ông chủ đều là từ bên kia đến là lần đầu tiên nhìn thấy ngũ quan thập sắc xa hoa trụy lạc đi. Long Dương Quân khẽ nhíu mày. Bên kia. Hì hì, cũng không chính là huỳnh hỏa trùng hào thôi. Loa ti đầu vung cánh tay, làm vài cái thủ thế áp xuống. Thoải mái đi, thoải mái đi, tình huống giống các vị ông chủ này, loa ti đầu đã sớm gặp mấy trăm lần các vị ông chủ là công dân nước cộng hòa tinh hải chính phủ chính thống có phải không là thuyền viên huỳnh hỏa trùng hào phải không thật sự không chịu nổi kham khổ và gian nan của huỳnh hỏa trùng hào muốn lấy long xà tinh vực làm bàn đạp nhập cư trái phép đến tinh diệu liên bang nếm thử tư vị của cuộc sống ở nơi mà ngàn năm trước các vị cũng chưa từng trải qua có phải hay không a à, long dương quân hơi ngẩn ra tâm tư thay đổi thật nhanh nháy mắt bày ra vẻ mặt một bộ tâm sự bị đánh vỡ vừa xấu hổ vừa giận, không biết đáp lại như thế nào. Không sao, không sao, cái này hoàn toàn có thể lý giải. Chuyện thường tình sao? Loa ti đầu mười phần thiện người am hiểu nói. Nói thật ra, các vị có thể kiên trì ở giữa tinh hải một ngàn năm, đã thật sự là giỏi. Đế quốc chân nhân loại đều là người tu tiên, mọi người lý niệm khác nhau, các vị tự nhiên không thể đầu hàng đế quốc nhưng chính phủ chính thống nước cộng hòa tinh hải cùng tinh diệu liên bang đều là người tu chân thống trị đại ca nhị ca thôi di dân đến quốc gia nào đều không giống nhau sao vả lại bên trong chính phủ chính thống của các vị không phải cũng có rất nhiều người ủng hộ gia nhập tinh diệu liên bang mấy năm gần đây còn rất ồn ào sao nói không chừng tiếp qua một năm rưỡi nữa huỳnh hỏa trùng hào sẽ hoàn toàn gia nhập liên bang mọi người đều biến thành công dân liên bang các vị chỉ là đi trước một bước mà thôi hoàn toàn không có gì cần xấu hổ và băn khoăn tóm lại các vị ông chủ thật sự là vì thế mà đến tất cả giao cho loa ti đầu tôi từ thân phận giả đến chiến hạm vận tải tiến vào liên bang cùng với cuộc sống tiếp theo sau khi tiến vào liên bang tôi sẽ bao hết cho các vị vẫn là câu nói kia giá tuy cao một chút nhưng tuyệt đối an toàn tin cậy thỏa đáng long dương quân cùng lý diệu hai mặt nhìn nhau ai đều không nghĩ tới vấn đề nhìn như đau đầu nhất là thân phận lại có thể dễ dàng được giải quyết như vậy nếu không phải nghe nói thì chỉ có thể là ma quỷ long dương quân trầm ngâm một lát nói cậu vừa rồi nói cậu có thể giúp mấy trăm người chúng tôi nhập cư vào liên bang không sai loa ti đầu nói hơn nữa căn bản không thể gọi là nhập cư trái phép mà là bán hợp pháp long dương quân nói cái gì gọi là bán hợp pháp Loa ti đầu vội ho một tiếng, nhìn chung quanh một phe, lúc này mới thần bí hề hề nói. Tôi và các vị ông chủ vừa thấy như đã quen từ lâu, càng nhìn mọi người càng có duyên phận, rõ ràng nói thật với các vị, nhưng những lời này nói cho các vị ông chủ, các vị ngàn vạn không thể truyền ra bên ngoài, bằng không bát cơm của loa ti đầu tôi sẽ bị đập bỏ. Thật ra loa ti đầu tôi chẳng qua là một kẻ dẫn đường nhỏ nhỏ của Ngư Long Thành, dùng mồm mép kiếm cơm nào có thần thông lớn như vậy, có thể đem các vị đến tinh diệu liên bang đâu. Nhưng, tôi lại quen biết một ít ông chủ đến từ liên bang, có thể làm ra cho các vị thân phận tuyệt đối hợp pháp và chân thật để cho các vị nghênh ngang tiến vào liên bang. Chính phủ liên bang còn không liếc mắt một cái, tuyệt đối không can thiệp cùng điều tra. Long Dương Quân cùng Lý Diệu liếc nhau, cũng không dám tin tưởng tinh diệu liên bang phòng ngự đối với bên ngoài yếu như vậy, có thể làm cho người ta nghênh ngang tiến vào trong đó không biết. Hai người nhìn nhau, Long Dương Quân nghi ngờ nói: "Sao có thể, nghe nói bí kiếm cục của Tinh Diệu Liên Bang không phải có mặt khắp mọi nơi sao?" Bí kiếm cục đương nhiên vô khổng bất nhập, nhưng tôi đều nói là thân phận nửa hợp pháp, tất nhiên có thể sẽ không bị điều tra. Loa Ti đầu giọng kinh người. Chuyện này ở Tinh Diệu Liên Bang coi như là bí mật nửa công khai. Liên Bang có nhu cầu cần kỹ thuật cùng thần thông của nhóm người Huỳnh Hỏa Trùng Hao nhưng chính phủ chính thống của nước Cộng hòa Tinh Hải lại không đồng ý xác nhập cùng liên bang. Vậy liên bang tự nhiên là trăm phương nghìn kế hấp dẫn người trên huỳnh hỏa trùng hào triển khai đại chiến tranh đoạt nhân tài. Mặc kệ các vị ông chủ ở huỳnh hỏa trùng hào là chức vị gì, tóm lại nắm giữ một ít bí mật bất truyền đến từ trung tâm Tinh Hải đi. Có lẽ với các vị là một chút thần thông, kỹ thuật cùng bảo pháp bình thường, chính là tinh diệu liên bang nhu cầu cấp bách, có thể bổ khuyết chỗ trống trong lĩnh vực quan trọng của liên bang trước mắt đại chiến sắp tới, liên bang rất chú trọng dự trữ nhân tài, các vị ông chủ vô cùng có khả năng đều là dị sĩ tinh diệu liên bang ngày đêm mong nhớ. Các vị nguyện ý ra nhập liên bang, chính phủ liên bang hoan nghênh còn không kịp như thế nào lại tạo ra trùng trùng chướng ngại đâu. Long Dương quân trừng mắt nhìn, giả bộ một bộ khó xử. Nhưng mà, chính phủ chúng tôi. Chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải, các vị đương nhiên căm thù hành vi dân chúng di chuyển gây sói mòn nhân tài hai bên bàn bạc quá nhiều lần tuyệt đối cấm loại hành vi này cho nên tôi mới nói là nửa hợp pháp thôi loa ti đầu vỗ ngực cam đoan nói chính phủ liên bang ngoài mặt sẽ không thừa nhận mình đào góc tường của chính phủ thống nhất nước cộng hòa tinh hải cho nên các vị không có khả năng di dân thông qua con đường chính quy đến liên bang cho dù nhập cư trái phép đến cũng sẽ có khả năng bị bắt quay về nhưng sau lưng không ít tông phái có ảnh hưởng ít ở tinh diệu liên bang tích cực vận động cho các vị một thân phận mới không có kẻ hở, đã thông tất cả các điểm mấu chốt của pháp luật, giúp các vị thay hình đổi dạng, gia nhập liên bang. Đại tông phái này, đối với người mới đến từ Huỳnh Hỏa Trùng Hào, đều là cầu hiền nếu khác. Nếu các vị đều có nhất nghệ tinh, bí mật bất truyền, tuyệt đối sẽ được họ vận động di dân đến liên bang, đến đó có cuộc sống mới, chẳng phải tốt hơn so với ở nơi ám lạnh như băng, ăn bữa nay lo bữa mai Huỳnh Hỏa Trùng Hào tốt hơn nhiều lắm sao? Loa ti đầu nói xong mọi người im lặng không nói gì lâm vào suy nghĩ sâu xa. Xem ra, chính phủ thống nhất nước Cộng hòa Tinh Hải cùng Tinh Diệu Liên bang tuy đều là người tu chân văn minh lại cùng đối mặt với đại địch là đế quốc chân nhân loại nhưng vẫn chưa hòa hợp trong quan hệ giữa hai bên. Long Dương Quân quay đầu dùng ánh mắt hỏi ý kiến mọi người một chút, được đến trả lời khẳng định thuyết phục xong lại một lần nữa giả bộ do dự nói với loa ti đầu. Cậu, cậu cũng đừng quan tâm rốt cuộc chúng tôi từ đâu đến, chúng tôi còn chưa quyết định cuối cùng có đến liên bang hay không tóm lại trước tiên ở ngư long thành vài ngày nhìn ngắm đi dạo du ngoạn sau đó nói sau nói xong lấy ra một đồng tiền xu tinh thạch đang phát sáng trao cho cậu ta loa ti đầu một tay nhận tiền xu tinh thạch bỏ vào vết sắt trong sọ não của mình rồi nhẹ nhàng gõ gõ hai mắt sáng gấp đôi rồi tươi cười rạng rỡ nói được rồi một chuyện quan trọng như vậy đúng là cần nhiều quan sát rồi mới đưa ra quyết định ngư long thành chúng tôi có nhiều tin tức về liên bang nhất định các vị ông chủ nhìn thấy sau sẽ muốn tìm hiểu về tinh diệu liên bang đến lúc đó lại quyết định con đường phía trước như thế nào cũng không muộn đợi một chút loa ti đầu lý diệu chen một câu khi chúng tôi ở huỳnh hỏa trùng hào nghe nói long xà tinh vực các anh cùng tinh diệu liên bang quan hệ không được tốt lắm sao nhìn anh có vẻ không giống vậy từng loa ti đầu hai tay duỗi ra không sao cả nói Quan hệ tốt xấu cũng là của những nhân vật lớn bên trên Và những kẻ có tiền Các vị ông chủ nhìn thấy loa ti đầu tôi là kẻ có tiền sao Ở Long xà tinh vực chính trong 10 người thường như tôi Và đê giai tu sĩ muốn sống sót phải vắt kiệt sức lực Ai còn có thời gian rảnh rỗi quan tâm đến quan hệ của Long xà tinh vực và liên bang Dù sao, có tiền thì kiếm có cơm ăn quản nó cái gì liên bang không liên bang, đế quốc không đế quốc. vả lại, quê của tôi là U Minh Giới, U minh giới chúng tôi xem như là một đại thế giới ra nhập liên bang sớm nhất, lại không giống thiên hoàng giới xảy ra chiến tranh, lịch sử mấy chục năm trước không có huyết cừu không đội trời chung, có ai quản nhiều như vậy. Đừng nói nhiều như vậy, các vị ông chủ muốn đi dạo chỗ nào, là ăn cơm trước hay tìm khách sạn ở trước, vẫn là đối với sòng bạc, khu thi đấu thể thao, quán ăn đêm có đặc thù ham mê gì. Loa ti đầu xoa hai tay, thấy kiếm si yến ly nhân, hỗn thiên khí thích trường thắng cùng quỷ tần hùng chủ hàng bạc lăng đều nhìn không chuyển mắt một khoảng tối rộng lớn bao la trên bầu trời với những quần sáng muôn hình vạn trạng đắm chìm trong những tin tức hình ảnh được quần sáng truyền tống đến không khỏi cười đây là bộ phim mới nhất tẩm nhập thức huyễn quang huyễn ảnh thiếu niên viêm thần truyền bộ thứ bảy nói về câu chuyện mạo hiểm của vua mã viêm khi còn trẻ ở thiết nguyên tinh Tuy kịch bản không mới nhưng chỗ lợi hại nhất của tẩm nhập thức huyễn quan huyễn ảnh cùng bình thường huyễn quan huyễn ảnh chính là người xem có thể tùy ý tẩm nhập đến thị giác, cảm xúc của một nhân vật trong phim, thậm chí cả tư duy, lấy góc độ cùng thân phận khác nhau trải qua một hồi mạo hiểm kích thích, phấn khích. Thế nào, các vị muốn thử xem sao? Vu Mã phim Long Dương Quân nhìn Lý Diệu lại hỏi loa ti đầu. Chẳng lẽ không phải chính là đại đệ tử kền kền Lý Diệu thủ tịch? Đúng vậy, Loa ti đầu nắm tay, hưng phấn nói. Chính là người được gọi là quái vật luyện khí sĩ đột phá luyện khí kỳ nhất thiên trọng cảnh giới ngay cả lão quái Nguyên Anh đều không để vào mắt. Luyện khí kỳ nhất thiên trọng. Tề trung đạo Yến Ly Nhân, hàng bạc lăng thích trường thắng toàn bộ lão quái Nguyên Anh đều muốn nôn hết ra. Lý Diệu nhẹ nhàng ho khan, sắc mặt cũng trở nên có chút cổ quái. Long Dương quân chớp mắt, hồ nghi nói. Đã có vô mã viên huyển quan huyển ảnh, Vậy vì cái gì không lấy kênh kênh lý diệu làm nguyên hình cho tiết mục? Có chứ. Loa ti đầu nói. Kênh kênh chính truyện đều quay một năm hơn 20 bộ, về phần ngoại truyện bổ sung hay chuyện cười truyền loạn đến hàng ngàn. Ngay cả chuyện xưa lý diệu trước đây ở phần mộ pháp bảo đều có 10 bộ, mấy chục năm trước đã bị người ta xem đến ghét, hiện tại ai còn dám đầu tư tiền để quay chụp cái này? Nhưng nếu các vị muốn chiêm ngưỡng một chút phong thái của vị tam giới chí tôn này tôi cũng có thể mang các đi đến một số rạp hát ít phong cách, đảm bảo các vị xem một năm cũng không xem hết. Dù là túc trí đa mưa long dương quân nhìn tin tức như nước lũ lập lòe giữa không trung cũng có chút hoa cả mắt không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Đúng lúc này mấy trăm tấm màn sáng thật lớn trong mấy chục giây bỗng nhiên lập lèo dùng dập sau đó đều đưa ra cùng một hình. Trong hình ảnh là một chỗ mọi người đang tấp nập hội tụ, một gã râu tóc bạc trắng khí thế bất phàm, đối mặt với ngàn vạn dân chúng đang kích động lớn tiếng nói cái gì đó còn thật sâu cúi đầu, mười phần như thật sự có lỗi. Tin tức đột phát. Loa ti đầu ông đầu kêu thảm thiết nói. Người được đề cử tô trầm chu của cửu phái liên minh chính thức thừa nhận thất bại sẽ rời khỏi cuộc tuyển cử nghị trưởng tối cao của tinh diệu liên bang lần này. Hơn nữa khẩn cầu mọi người ủng hộ ông ta hết thảy đều ủng hộ xà hạt yên nữ kim tâm nguyệt mà cửu phái liên minh cũng đạt thành hợp tác với thiên hỏa tổ chức, trở thành thế lực lớn nhất. Xong đời, lần này thật sự xong đời, ngay cả đức cao vọng trọng Tô Trầm Chu đều tước vũ khí đầu hàng, lần này tổng tuyển cử từ quần hùng tranh phách biến thành song hùng đối lập kim tâm nguyệt được tuyển khả năng rất cao, đây chính là tận thế. Quả nhiên, người được đề cử của cửu phái liên minh khí độ bất phàm Tô Trầm Chu tuyên bố rời khỏi tổng tuyển cử sau không lâu mấy chục bức tranh xuất hiện, bị cắt đến một chỗ khác quy mô lớn hơn, khí thế càng thêm náo nhiệt hơn. Giữa hội trường, hàng trăm nghìn người ủng hộ vây quanh cùng hoang hô, không chịu chút quấy nhiễu nào, kim tâm nguyệt giống như cửu thiên huyền nữ lặng lặng đứng thẳng. Lý Diệu nhìn đệ tử trên màn hình trong lòng ngàn vạn lần cảm khái. Trăm năm trước kim tâm nguyệt liền có được tu vi tương đương kết đan kỳ kiêu vương, một trăm năm trôi qua, không có lưu lại chút dấu vết trên bề ngoài của nàng cũng là làm cho cặp mắt ngập nước trở nên thâm thúy hơn. Nàng mặc một trường bảo vải bố, có vẻ lạnh lùng cao thượng, không nhiễm một hạt bụi, lại tự nhiên hào phóng nghiêm nghị không thể xâm phạm. Có lẽ là đế quốc chân nhân loại sắp đưa đại binh tiếp cận, nghị trưởng mới của liên bang phải biểu hiện ra tư thái cứng rắn. Nàng choàng ra bên ngoài trường bào nguyệt sắc một chiếc đai ngọc, bên hông còn có một thanh trường kiếm khảm cửu tinh thăng long, phụ trợ thêm cho vẻ đẹp của đôi chân thon dài. Kim Tâm Nguyệt một tay hơi đặt lên trường kiếm, một tay hướng về phía mọi người trên mặt hiện ra ý cười chân thành thiết tha. Lý Diệu hơi hoảng hốt, giống như nhìn nụ cười thấy được bóng dáng của một người khác. Kim Đồ Dị, đối thủ đáng sợ nhất, thậm chí có thể nói là duy nhất không chiến thắng hoàng mà Lý Diệu gặp. Kim Đồ Dị, kế hoạch xích triều của anh Trung Quy vẫn tiếp cận thành công. Trong lòng Lý Diệu trăm mối cảm xúc ngổn ngang thở dài nói. Sau 100 năm huyết yêu giới tuyên bố chiến bại, con gái của anh Kim Tâm Nguyệt rốt cuộc thực hiện lời hứa đối với anh, với tôi và với chính nàng đứng trên vũ đài tranh cử nghị trưởng của liên bang. Hơn nữa đánh bại hầu như toàn bộ cường địch, khoảng cách tam giới không đúng là thế giới lãnh tụ chỉ có một bước xa. Chỉ là, kế hoạch 100 năm trước sắp thuận lợi trở thành sự thật. Kim Tâm Nguyệt hẳn là lựa chọn tốt nhất để thống soái tinh diệu liên bang, đối kháng đế quốc chân nhân loại, vì sao trong lòng tôi vẫn mơ hồ cảm thấy bất an? Huyết sắc tâm ma từ sâu trong não vực chui ra. Có phải anh mơ hồ lo lắng? lần này lại giống như trước kia ở thời khắc mấu chốt sẽ có gì nhiễu loạn lý diệu không sai từ kinh nghiệm mạo hiểm của chúng ta trong dĩ vãng cho thấy kim tâm nguyệt tuyệt đối không thể dễ dàng liên làm nghị trưởng liên bang như vậy mặc dù nàng có thể xuôi gió xuôi nước đến bước cuối cùng nhất định sẽ phát sinh một trận đại âm mưu kinh tâm động phách khúc chiếc ly kỳ biến hóa kỳ lạ khó lường có khả năng đảo điên toàn bộ liên bang nhưng không quan hệ may mắn chúng ta lần này đúng lúc trở về gấp hừ nếu lần này âm mưu vẫn cùng trước kia ở phi tinh giới, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới giống nhau thì người đứng sau âm mưu sẽ được miêu tả sinh động. Kim Tâm Nguyệt hẳn có thể sẽ không phản bội tôi và liên bang, nàng là trung thành. Như vậy, đối thủ cạnh tranh của nàng dù tiên phong đạo quốc cỡ nào, mặt mũi hiền lành ra vẻ đạo mạo, ở mặt ngoài đối với quốc gia trung thành và tận tâm vì liên bang trả giá tất cả đều là những biểu hiện giả dối, người này nhất định là Giang, là người phía sau màn âm mưu. Cái này thật giống như tiêu huyền sách chi cho phi tinh giới u tuyền lão tổ chi cho huyết yêu giới lữ túy cùng chu hoành đao cho thiên nguyên giới, càng là đại nhân vật quyền cao chức trọng sẽ tạo thành phá hư càng lớn. Huyết sắc tâm ma Có lẽ Lý Diệu định liệu trước cười nhẹ hỏi dẫn đường Loa ti đầu, vừa rồi cậu nói tổng tuyển cử của liên bang bước vào giai đoạn song hùng quyết đấu, thì sẽ có hai gã nghị trưởng được đề cử đi. Một người là Kim Tâm Nguyệt còn người kia là ai? Loa ti đầu nói Còn có một người chính là xích diễm Long Vương Đinh Linh Đan Trừng bỏ nàng còn ai đủ tư cách chống lại Kim Tâm Nguyệt Lý Diệu Huyết sắc tâm ma Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha Cùng với hình ảnh không khí người ta tấp nập khí thế ngất trời có thêm lời thuyết minh Các bạn hãy xem chúng ta có thể nhìn thấy ngay khi người được đề cử của cửu phái liên minh tô trầm chu tuyên bố rút lui hơn nữa ủng hộ kim tâm nguyệt đồng thời gần trăm vạn người ủng hộ kim tâm nguyệt đều tụ tập ở quảng trường thủ đô liên bang tạo thành một biển người nhiệt tình bọn họ tạo nên một biểu ngữ giữa bầu trời viết khẩu hiệu tranh cử của kim tâm nguyệt giấc mộng quang vinh hơn nữa hô lớn tên của kim tâm nguyệt đợi một chút đợi một chút bọn họ vừa gọi không phải tên của kim tâm nguyệt cũng không phải kim bộ trưởng mà là kim nghị trưởng trời ạ à, tiếng của những người ủng hộ từ thủ đô kim nghị trưởng kim nghị trưởng kim nghị trưởng xem ra kim tâm nguyệt cùng người ủng hộ của nàng nắm chắc thắng lợi nhất định phải thắng ở một khu vực khác chúng ta ngay lập tức thấy được đồng nghiệp của tôi đang ở thù hải giới chúng ta có một người được đề cử khác ái quốc giả trận tuyết thủ lĩnh có danh hiệu liên bang chiến thành xích diễm long vương đinh linh đan cũng đang tổ chức nghi thức khai mạc một tòa luyện công lớn cũng sẽ diễn thuyết trước những người ủng hộ mình. Chúng ta hãy xem Đinh Linh đang cùng người ủng hộ của cô, đối với Tô Trầm Chu rút lui sẽ đáp lại như thế nào. Hình ảnh trên màn sáng rung rung một lát như một hồ nước bừng tỉnh vì bị ném một hòn đá nổi lên từng trận gợn sóng sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Hình ảnh cũng đột nhiên biến đổi, không hề là nhà cao tầng hiện đại sang sát nối tiếp nhau lại biến thành biển rộng mênh mông bát ngát, rừng cây nguyên thủy bao trùm toàn bộ tinh cầu. Đưa mắt nhìn lại, dưới bối cảnh màu xanh lục, cả hành tinh đầy màu sắc. Trong rừng ngẫu nhiên xuất hiện một khối đảo cũng không lớn lắm, chính là những hòn đảo đơn độc. Phía trên những hòn đảo đơn độc này xuất hiện những dấu vết kiến trúc nhân tạo. Việc này cũng không có nghĩa là người ủng hộ của Đinh Linh đang ít ỏi không có mấy. Bởi vì bên trong những hòn đảo, dưới tán cây, chạc cây cùng nhánh cây đang vào nhau rậm rạp đều đừng đầy người, tất cả đều hoang hô vì Đinh Linh đang. Lý Diệu nhìn không chuyển mắt, cắt cao nhìn chầm chầm màn sáng thật lớn, quả thực muốn đem trong mắt đều được thảm đến bên trong. Không lời nào có thể miêu tả hắn giờ phút này. Vẻ ngoài bình tĩnh nhưng sâu trong lòng kích động. Một trăm năm không gặp, lão bà đến tột cùng sẽ gặp hái như thế nào? Hoành! 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 Trong hình ảnh, chỗ sâu trong rừng, truyền đến tiếng đổ đinh tai nhức óc, những cây lớn cao mấy chục thước phát ra tiếng động tác 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 ngã trái ngã phải những người thụ hải nhân đời đời vẫn sinh hoạt trong rừng kịch liệt hoang hô, kích tình sùng bái bắn ra bốn phía. Hoành Rầm 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 hoành Rầm 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 Tiếng gầm rú ngày càng vang dội, càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng gần, từ đinh tai nhức ốc thăng cấp đến núi sập đất nứt. Hình ảnh được chụp từ trên cao xuống, có thể nhìn rõ ràng chỗ sâu trong rừng cây, những cây cao mấy chục mét, bốn năm người ôm không hết đều ngã về hai phía, giống như bụi cỏ nhỏ bị đẩy, như bị nghiền áp mạnh mẽ. Đó là Lý Diệu không tự chủ được kiểm mũi chân hơi hơi há mồm, đáy mắt tràn đầy chờ mong cùng thâm tình chân thành. Trống Một gã bá vương long thân hình cao ít nhất năm 60 thước, thân mặt giáp sắt, mặt dữ tợn, trăng nanh khổng lồ, miệng đầy máu từ trong chỗ sâu của hải thụ nhảy ra, giống như cương thiết lưu tinh từ trên trời rơi xuống. Lấy thân mình làm trung tâm, hình thành trùng trùng tạp lạc sóng xung kích khí lưu, hăng hái khuếch tán bốn phía, cả khu đất bằng một đoàn siêu cường phong bạo đột ngột xuất hiện từ dưới đất. Ồ ồ! Phóng viên đang thuyết minh trước đó cũng thất hồn lạc vách kinh hô. Vạn tuế! Vô số thụ hải nhân hoa chân múa tay vui sướng kích động không thể ngăn. Lý diệu! Huyết sắc tâm ma! Muốn học máu liền phun đi, thuận tiện đem một phần của tôi cũng phun. Lý Diệu gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nhìn hình ảnh không ngừng phóng đại chăm chú rốt cuộc nhìn được nếp uống vô cùng lớn ở phía sau não của bá vương long lão bà của mình đang vững vàng ngồi ở đó đinh linh đang cùng hắn cũng là những người đầu tiên tham gia thiên lộ công trình một trăm năm qua trên cơ bản đều là ngủ đông thăm dò mặc dù trong lúc đó cũng tỉnh dậy hơn ba lần thêm vào đó mấy chục năm thời gian nhưng đối với tu chân giả tiếp cận hóa thần cảnh giới mà nói hơi chút khắc chế cùng tiết kiệm một chút sống 300 năm tuổi không thành vấn đề, mấy chục năm căn bản không là chuyện gì. Ngay cả Kim Tâm Nguyệt vượt qua hơn 100 năm, nhìn bề ngoài cũng không phát sinh biến hóa gì lớn. Đinh Linh đang tự nhiên càng không có gì thay đổi. Giống như đúc lúc hai người ly biệt một đêm kia. Nhưng đây là bên ngoài. Mặc dù cách xa tấm bàn sát trăm nghìn tinh thần, Lý Diệu đều có thể mười phần rõ ràng cảm giác được trên người lão bà của mình một cổ như có như không tuyệt cười khí tức. Hai người thật giống như lại nhớ tới thời gian ngây ngô khi vừa mới quen biết. Cái loại cảm giác này khiến hắn huyết mạch cô trương, nóng lòng muốn thử, không tiếc tất cả đều muốn đánh bại và chinh phục đã lại trở lại. Lý Diệu liếm cặp môi nóng bỏng, miệng lưỡi khô, tim đập nhanh. Lúc này Đinh Linh Đan, so với Kim Tâm Nguyệt lại càng giống một nữ hoàng hoang dã trên đầu nàng đội chiếc mũ làm từ lông chim, mặc chiếc váy da thú ngắn mơ hồ tản mát ra mấy trăm loại hào quang kim sắc. Đôi tay hữu lực cùng đôi chân rắn chắc không kiên nể gì lõa lồ ra ngoài, nở rộ đường mật khỏe mạnh sáng bóng. Cả người nàng giống như ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, giống như một mặt trời nhỏ trên cổ bá vương long. Mà chỗ nàng ngồi. Rõ ràng cũng không phải một đầu linh thú nhân công thuần túy, mà là một đầu yêu thú hoang dại, trời xanh tính hung tàn, tính tình táo bạo, không gì kiên kỵ. Nhìn cái đầu của nó vô cùng có khả năng là yêu thú chi vương ở sâu trong rừng cây bên cạnh đó, nếu không tuyệt đối không có tư cách phát triển khổng lồ như vậy. Vết thương trên người quái vật này bầm tím, gai xương đã bị chặt đứt đến 10 chiếc, miệng đầy răng cũng bị nhổ sạch hơn một nửa. Càng đừng nói loại không cam lòng này, lại không thể nề hà, cuộc đời lần đầu tiên nhấm nháp đến tư vị, sợ hãi, ai oán đến cực điểm lại 10 phần ủy khuất nói cho anh, vừa rồi nó là bị đinh linh lang thu phục, Lý Diệu nhìn thấy trên đầu to lớn của bá Long Vương Đinh Linh đang giơ một ngón tay lên ở sọ não của nó hung hăng bắn một chút. Ô! Bá Long Vương khổng lồ phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết, ngoan ngoãn cúi đầu, dùng một tư thế cực thoải mái đưa Linh Đinh đang đến trước mặt những người ủng hộ nàng. Phóng viên Đây là thợ săn nguy hiểm nhất trên mặt đất của thụ tinh hải, đổi kinh hoàng của đám thực vật, tử quan cự bạo Long. Không, hãy nhìn vào góc va chạm màu tím trên cao đỉnh đầu nó, đây là con thú đã xảy ra lần lột xác thứ hai, tiến hóa đến thành thục tử quan đặc bạo long. Đinh Linh đang đã trong vòng ngắn ngủi nửa giờ, tay không, đừng nói cự thần binh, ngay cả tinh khải đều không vận dụng, đã thu phục tử quan đặc bạo long. Đây thật sự là, thật sự là, không hổ là chiến thần của liên bang chúng ta, xích diễm long vương. Có thể nhìn đến, toàn bộ công dân trên thụ hải tinh đều bị biểu hiện kinh người của Đinh Linh đang rung động thật sâu, hoàn toàn điên cuồng. Các bạn xem đài, mọi người đều biết, thụ hải tinh bị rừng rậm nguyên thủy từ khắp lục địa lan tràn đến hải dương. Bởi vì hoàn cảnh có hạn là một địa khu có thế giới kinh tế tối lạc hậu, văn minh kém phát triển nhất trong liên bang. Rừng cây rậm rạp, biển sâu, tài nguyên tinh thạch không quá mức phong phú, mặc dù có mạch khoáng cũng khó có thể khai thác quy mô lớn. Ở thụ hải giới, chỉ có yêu thú đầy khắp núi đồi, rợp trời rợp đất yêu thú. Người dân thụ hải tinh dũng cảm từ mấy ngàn năm trước bắt đầu học tập như thế nào lợi dụng yêu thú, tài nguyên duy nhất này. Qua mấy ngàn năm tích lũy, dần dần phát triển ra riêng một lĩnh vực tiên phong, ngự thú văn minh. Trong cuộc sống hàng ngày và phát triển văn minh đều không rời khỏi thu phục, săn bắn, thuần hóa và sử dụng yêu thú. Người thụ hải cực độ coi trọng can đảm và dũng khí. Ai thu phục và săn bắt yêu thú cấp bậc càng cao, tính cách càng hung tàn bạo ngược, sẽ có được tôn kính và ca ngợi càng nhiều. Đinh Linh đang dùng một nửa giờ ngắn ngủi, bằng tay không đã thu phục xong một đầu có thể nói là cực phẩm tử quan đặc bạo long, chỉ sợ đây cũng là lễ vật tốt nhất mà nàng dành cho người dân thụ hải tinh. Cũng là đáp lại tốt nhất đối với việc Tô Trầm Chu rút lui, ngược lại ủng hộ Kim Tâm Nguyệt. Hả, chúng ta nhận được không ít người xem như Linh Hạt truyền thư, nói Đinh Linh đang cho rằng hành vi như hôm nay có phải vượt qua một gã chừng mực một người được đề cử nghị trưởng tối cao không? không sai, ở tam giới thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu đúng là không hề thiếu người không thể chấp nhận được sự thật này. Trung động, nhưng chính cái gọi là nhập gia tùy tục. Tôi tin tưởng hôm nay Đinh Linh đang nhất định để lại cho nhân dân thụ hải tinh ấn tượng sâu sắc, khiến cho toàn bộ công dân của thụ hải tinh đều ý thức sâu sắc được Đinh Linh đang là một người trong số họ, tuyệt đối vì bọn họ chiến đấu đến cùng. Cốt rồi, căn cứ vào số liệu điều tra dân ý thực của chúng tôi, sau khi Tô Trầm Chu tuyên bố rút lui và ủng hộ Kim Tâm Nguyệt cùng với Đinh Linh đang dùng cách tạo ấn tượng trước dân chúng để xuất hiện, sự ủng hộ hai người của dân chúng đã xảy ra biến hóa. Chiếm được Tô Trầm Chu xác nhận Kim Tâm Nguyệt ở tam giới thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh đều tăng lên trên diện rộng. Mà Đinh Linh đang có lẽ vì biểu hiện hôm nay quá mức, kinh hải thế tục làm sự ủng hộ nàng chẳng những không có giữ nguyên mà ngược lại giảm mạnh không ít người tỏ ý kiến bọn họ không thể tưởng tượng được một kẻ cưỡi trên lưng bá vương long là nghị trưởng tối cao của liên bang hình ảnh này thật sự thật sự đẹp nhưng thiên hoàng thụ hải thủy tinh cùng u minh giới tô trầm chu xác nhận lại phản tác dụng đinh linh đang tiếp tục duy trì dẫn đầu ở đây đặc biệt là thụ hải giới biểu hiện rung động của nàng hôm nay hoàn toàn chinh phục người dân thụ hải chiếm đa số trên diện rộng một người của thụ hải tinh cho ý kiến Đinh Linh đang mới là nghị trưởng liên bang hoàng mỹ nhất trong mắt người dân thụ hải. Nàng tượng trưng cho dung khí, tâm huyết cùng lực lượng của toàn thể nhân dân liên bang. Xem ra, giống như chúng ta đoán trước ngày hôm qua, lão tam giới, thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh, cơ bản là cơ sở của kim tâm nguyệt. Thiên hoàng, thủy tinh, u minh cùng đại thụ, tân tứ giới này là trọng điểm phiếu bầu cho Đinh Linh đang. Vận mệnh quyết đầu hai đầu bắt đầu hình thành. Cuối cùng sau ba tháng tổng tuyển cử, ai có thể cười cuối cùng, hiện tại vẫn không thể biết. Lý Diệu chớp mắt dùng sức đào lỗ tai. Hắn nghĩ, không phải lời thuyết minh nói sai, chính là mình nghe lầm. Thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh, lão tam giới là địa bàn cơ bản của kim tâm nguyệt ngược lại bốn thế giới mới gia nhập liên bang biến thành địa phương của Đinh Linh Đan. Cái này, cái này, một trăm năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trên tất cả các màn sáng, đặc biệt khi hai đại nữ ma đầu Kim Tâm Nguyệt cùng Đinh Linh đang lần lượt hiện thân, làm 12 nguyên anh cùng hóa thần đến từ cổ thánh giới cũng phải than lên sợ hãi, dùng truyền âm nhập mật thần thông triển khai một hồi thảo luận không tiếng động. Tề Trung đạo trầm ngâm nói: "Nghị trưởng tối cao, nghe giống như không khác gì minh chủ của cổ thánh giới tu chân giới chúng ta lắm. Đường Đường minh chủ lại là tuyển chọn từ một đám ô hợp này. Thật sự là không thể tưởng tượng được." mông xích tâm khẽ cười nói tôi thấy nghị trưởng tối cao này cùng minh chủ của tu chân giới vẫn không giống nhau phải nói đó là một nhân vật trong nội các chính phủ hoàng đế của tu chân giới nhưng trung đạo đạo hữu nói cũng đúng một nhân vật quan trọng như vậy thật muốn đề cử cũng có thể từ trong cộng đồng cường giả đỉnh cấp của liên bang đề cử ra sao có thể từ đám ô hợp này tuyển chọn ra thật sự là loạn hoang đường đến cực điểm tinh đồ trung thực của chủ nghĩa quân Việt cổ điển Hàng Bạc Lăng cười lạnh nói. Trước mắt phải đối đầu với kẻ địch mạnh, đế quốc chân nhân loại đại quân tùy thời sẽ tiến vào liên bang chỉ có thể dưới sự lãnh đạo của một gã cường giả thiết huyết sát phạt, chuyên quyền độc đoán mới có thể cao thấp đồng lòng, đoàn kết một lòng đối đầu với đế quốc. Binh lính của kẻ địch đã sắp đến dưới thành, còn làm cái gì tuyển cử, đây không phải là muốn chết sao. Nhìn người ủng hộ Kim Tâm Nguyệt cùng Đinh Linh đang đi, đế quốc còn chưa đuổi giết đến, bọn họ đã như sắp nội đấu một hồi, thật sự không biết gọi là cái gì. Tôi thấy liên bang này sắp tan. Hơn nữa, chỉ kim tâm nguyệt mà thôi, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng tâm cơ đủ thâm trầm, thủ đoạn đủ tàn nhẫn, trong thời kỳ chiến tranh vẫn có thể xem là một kẻ lãnh tụ thích hợp. Đinh Linh đang như là một oai hùng vũ phu, căn bản không có chút kỹ năng lãnh đạo trị quốc, lại dựa vào cái gì đi ra lãnh đạo bảy thế giới. Long Dương Quân nhìn Lý Diệu chớp mắt vài cái, cười tủm tỉm nói: Mai hùng vũ phu cũng không tất sẽ không thể làm nghị trưởng tối cao mặc dù hoàng đế của cổ thánh giới chúng ta cũng không phải anh tài ngút trời gì dù sao sự vụ cụ thể đều có nội các cùng các đại thần xử lý còn có các đại tông phái phụ tá đó thôi không ít phủi hoàng đế vô vi trị quốc quốc gia vẫn gọn gàng ngăn nắp mấy chục năm không có đại sự gì phượng hoàng đế cũng hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái thấp giọng nói anh đương nhiên thích phủi hoàng đế nếu không có phủi hoàng đế nào có cơ hội cho anh có sức mạnh tạo sóng gió lão quái hóa thần vu tùy vân hừ lạnh một tiếng đủ rồi các vị nếu đều đã đến nơi này hiện tại ở giữa tu chân văn minh 12 người chúng ta là duy nhất có thể dựa vào nhau cố thánh giới nguy cơ sớm tối không cần thiết lại nói đi nói lại ân oán xưa nhưng tôi thật ra cảm thấy xích diễm long vương đinh linh đang đảm đương nghị trưởng tối cao của liên bang cũng có lý của nàng từ tình báo của phía kỳ có thể thấy nội các cùng nghị trường của tinh diệu liên bang là một nơi rất mạnh triều đình của bọn họ so với cổ thánh giới chúng ta không chỉ nhiều hơn năm ba nhiệm vụ quân sự dân chính giáo dục tu luyện đều có các bộ đại thần cũng chính là bộ trưởng toàn quyền xử lý nghị trưởng tối cao cũng không thể nhúng tay trực tiếp vào các chuyện này cái gọi là nghị trưởng tối cao tác dụng lớn nhất có lẽ chính là ngưng tụ lòng người trở thành tượng trưng của toàn bộ liên bang nếu là kêu gọi lực cùng tượng trưng tính đinh linh đang chắc chắn càng thích hợp hơn so với kim tâm nguyệt dù sao chiến công hiển hách của nàng ở đây không ai có thể địch nổi hơn nữa tôi thấy cô ấy không chỉ là một võ sĩ oai hùng vũ phu phương thức xuất hiện của cô ấy hôm nay nhìn như lỗ mang nhưng đã sâu sắc nắm được trái tim của người dân thụ hải giới cái này đủ để chứng minh cô tuyệt đối không đơn giản mông xích tâm gật gật đầu tổng kết tóm lại kim tâm nguyệt cùng đinh linh đang đều là nhân vật quan trọng khi chúng ta tiếp xúc với tinh diệu liên bang ba tháng sau trong hai cô gái này sẽ có một người trở thành nghị trưởng tối cao của liên bang dù chúng ta là chiến hay là hàng đều phải thông qua bọn họ phải xâm nhập nghiên cứu long dương quân chuyển động cặp mắt ý bảo loa ti đầu đi đến giả một bộ do dự loa ti đầu thực không dám giấu giếm chúng tôi thật sự là từ huỳnh hỏa trùng hào đến nhưng còn chưa có quyết định cuối cùng không biết có nên đến tinh diệu liên bang sống không. Dù sao bên ngoài nhiều tin đồn, mà chúng tôi vẫn sống ở tầng cuối cùng của huỳnh hỏa trùng hào, tin tức bế tắc không biết thật hay giả. Vừa rồi thấy cậu nghe được Kim Tâm Nguyệt có khả năng được tuyển chọn, liền có vẻ mặt mày cao có, than thở, sao thế, sau khi Kim Tâm Nguyệt được chọn liên bang sẽ đại loạn sao? Quả thực là như thế, chúng ta không thể di chuyển đến liên bang đi. Loa ti đầu nói. Ai nói không phải đâu, những người xuất thân từ u minh thủy tinh thụ hải cùng thiên hoàng tứ giới chúng ta phần lớn không thích kim tâm nguyệt không hy vọng nàng được chọn long dương quân hơi chuyển động mắt vậy đinh linh đang thì sao đinh linh đang tất nhiên là khác loa ti đầu cười rạng rỡ nói đinh linh đang là người yêu nước đối với bốn thế giới mới vẫn rất tốt có nhiều chính sách có lợi mặc dù tôi ở long xà tinh vực kiếm ăn nhưng hy vọng đinh linh đang được chọn long dương quân nói Ồ, Loa Ti Đầu tiểu ca, giải thích cho chúng tôi một chút. Loa Ti Đầu nói, "Việc này, cụ cụ, việc này thôi." Long Dương Quân lại lấy ra một tinh thạch tiền xu, đưa vào tay hắn, Loa Ti Đầu giống như vòi nước được mở áp vậy, thao thao bất tuyệt hẳn lên. "Các vị ông chủ muốn đến Tinh Diệu Liên Bang sống, hẳn là cần hiểu biết về mâu thuẫn và quan hệ giữa các thế lực lớn ở Liên Bang." Ở phương diện này Loa Ti Đầu cũng là thuộc lào. Hiện nay trong nội bộ liên bang có sự đối đầu giữa hai thế lực chính, tổ chức Thiên Hỏa cùng những người ái quốc. Họ chiếm đến 50% tổng số ghế trong nghị viện, hoàn toàn xứng đáng là hai đại đầu sỏ. Mà đối kháng giữa hai đại đầu sỏ, trên thực tế cũng chính là bốn thế giới mới cùng ba thế giới cũ. Đương nhiên, ở chỗ chúng tôi thường thích gọi là thế giới cũ và thế giới mới. Kim Tâm Nguyệt lãnh đạo tổ chức Thiên Hỏa, đại biểu cho lợi ích của ba thế giới cũ Thiên Nguyên huyết yêu cùng Phi Tinh lấy nơi đó là đại bản doanh của bọn họ đinh linh đang cầm đầu những người ái quốc đại biểu cho lợi ích của bốn thế giới mới thiên hoàng thủy tinh thụ hải cùng u minh là người phát ngôn cho lợi ích của bốn thế giới mới chúng tôi long dương quân hơi ngẩn ra chớp mắt nhìn thoáng qua lý diệu nói lạ nhỉ tôi nghe nói kim tâm nguyệt là xuất thân từ yêu tộc nữ vương ở thời kỳ của liên bang cũ huyết yêu giới còn cùng đại biểu của liên bang cũ thiên nguyên giới từng xảy ra chiến tra mà Đinh Linh đang lại là người sinh ra ở Thiên Nguyên, người thủ hộ của liên bang cũ, sao kết quả ngược lại là Kim Tâm Nguyệt sẽ đại biểu cho Thiên Nguyên, huyết yêu, phi tinh, còn Đinh Linh đang lại chạy đến bốn thế giới mới. Các vị ông chủ chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai. Loa ti đầu cười nói. Không sai, thời đại liên bang của huyết yêu giới cùng thiên nguyên đúng là phát sinh quá một hồi chiến tranh, sau đó huyết yêu chiến bại, toàn bộ yêu tộc đều dưới sự dẫn dắt của Kim Tâm Nguyệt, chỉnh thể đầu hàng. Nguyên nhân là vì thân phận kẻ chiến bại, cho nên mấy chục năm đầu, yêu tộc nằm trong sự đối xử hà khắc của liên bang, giai tầng cũng 10 phần thấp. Nhưng, Kim Tâm Nguyệt không có oán giận tất cả những điều này, nàng một mặt dùng thủ đoạn đẫm máu và tàn ác trấn áp những kẻ bất mãn dị nghị chống đối liên bang bên trong yêu tộc, kiên quyết quán triệt đến cùng sách lược, dung nhập liên bang, mặt khác dùng mọi thủ đoạn, thậm chí khúng đúng lấy lòng các đại tông phái của liên bang đặc biệt là những người của phi tinh giới nơi không có thâm cừu đại hận với yêu tộc mấy chục năm thời gian kim tâm nguyệt cùng các đại tông phái của liên bang đều thân nhau mà da dày thịt béo chịu khổ nhọc yêu tộc cũng chiếm được cuộc sống khổ sở bẩn thỉu mệt mỏi dưới tầng chót của xã hội mà sức lao động giá rẻ chất lượng tốt đến từ yêu tộc lại làm các đại tông phái có thể giải phóng nhân lực tập trung vào các lĩnh vực cao cấp hơn đối với yêu tộc cùng các đại tông phái mà nói đây đều là song thắng lựa chọn. Trong mấy chục năm Kim Tâm Nguyệt liền cùng toàn bộ cao tầng của liên bang thân nhau, Nhiễm nhiên trở thành người phát ngôn cho lợi ích của các đại tông phái ở liên bang. Sau khi bốn thế giới mới bị phát hiện và xác nhập, Kim Tâm Nguyệt làm bộ trưởng phát triển của liên bang, lại sử dụng cùng một phương pháp đã sử dụng để khai phá sức mạnh của đồng bào yêu tộc của mình dùng với dân chúng của bốn thế giới mới. Nàng đã cướp đoạt lượng lớn lợi ích từ bốn thế giới mới, chuyển đến túi tiền của các đại tông phái của ba thế giới cũ nàng rõ ràng là người yêu tộc lại là người làm như vậy còn có thể không được sự ủng hộ của các đại tông phái sao cho nên nói hiện tại kim tâm nguyệt cùng tổ chức thiên hỏa của nàng liền biến thành người phát ngôn cho lợi ích của thế giới cũ long dương quân gật gật đầu thì ra là như vậy vậy chuyện gì xảy ra với đinh linh đan nàng không phải chính tông người thiên nguyên sao như vậy cũng nên đứng bên thế giới cũ chứ đinh linh đang tuy là người thiên nguyên nhưng nàng lần lượt phát hiện và giải cứu u minh giới cùng thiên hoàng giới mặt khác còn đánh bại một hạm đội mũi nhọn đi đầu của đế quốc chân nhân loại cứu vớt huỳnh hỏa trung hào của các vị chuyện này hẳn là các vị biết đi loa ti đầu kích động nói ở u minh giới chúng tôi nàng lấy thực lực bản thân đánh bại mấy chục thế lực phế thổ bình ổn quỷ hồn chiến tranh kéo dài hàng trăm năm đưa u minh giới từ trạng thái hắc ám bốn phần ngũ liệt tự giết lẫn nhau cứu ra ở thiên hoàng giới nàng lại một mình xâm nhập hang ổ dẫn dắt địa sát tộc vượt lên sự thống trị tàn khốc của thiên cương tộc cho nên dân chúng trong giới đều coi nàng là người giải phóng cho dù ở long xà tinh vực ngoài những nhân vật lớn dân chúng tầng chốc khổ sở như chúng tôi đều có tình cảm tốt với nàng đinh linh đang nếu là người cứu vớt giải phóng hai giới thì sao trơ mắt nhìn hai giới mình cứu vớt gia nhập ma trận của kim tâm nguyệt cũng bị yêu nữ này bừa bãi chà đạp, áp bức hà khắc. Nói một hơi tới đây loa ti đầu mới ngừng một chút điều tiết một chút phù trận can thiệp phát âm của mình trên cổ sau đó tiếp tục nói. Đinh Linh đang là như thế, từ khi nàng sáng tạo ra tái quốc giả trận tuyến là như thế. Các vị đều không biết, liên bang cũ trước kia, ái quốc giả trận tuyến đời trước được gọi là tổ chức những người yêu nước. Lịch sử của tổ chức này không có gì là sáng rọi. Nghe nói bọn họ từng phát động quá một hồi chính biến, mưu toan cướp lấy quyền lực tối cao vì thế không tiếc ám sát nghị trưởng lúc đó hầu như đem toàn bộ liên bang kéo vào biển lửa vạn kiếp bất phục trận chính biến này trong lịch sử được gọi là ái quốc giả chi loạn sau khi chính biến thất bại nguyên thủ lĩnh của tổ chức những người yêu nước cùng các thành viên đều bị pháp luật trừng phạt một vài tên thủ lĩnh có trách nhiệm trực tiếp đều bị phát xử tử hình các thành viên cũng bị phán mấy chục năm thậm chí trăm năm lưu đày cùng khổ sai Đinh Linh đang chính là ở tình huống như vậy tiếp nhận cục diện rối rắm của tổ chức những người yêu nước, cải tổ nó thành ái quốc giả trận tuyến. Giai đoạn đầu xây dựng mặt trận yêu nước không được dân chúng chấp nhận vì vừa trải qua tái quốc giả chi loạn, càng đừng nói là gia nhập vào trong đó. Ở lúc ấy, lực lượng nòng cốt đầu tiên của mặt trận yêu nước đó là những thành viên cũ của tổ chức những người yêu nước, cùng với người nhà, đệ tử và những người cùng trong mạng lưới quan hệ. Người tuy không nhiều lắm, nhưng dưới tình huống như vậy họ sẵn sàng mạng biệt danh và hiểu lầm, gia nhập mặt trận yêu nước, như vậy đều là những người trung thành tinh nhuệ và thành tín nhất. Nguyên bản tổ chức những người yêu nước chính là tạo thành từ những người yêu nước cực đoan nhất. Bọn họ nguyện ý vì liên bang tan xương nát thịt, trả giá tất cả, chẳng qua lựa chọn con đường sai 10 phần mà thôi. Tình yêu nước mênh mông mãnh liệt này, bị lãnh đạo trước đây mê hoặc và thao túng, đã đủ để biến thành hủy diệt và phá hoại tất cả nhưng dưới sự dẫn dắt của đinh linh đang mặt trận yêu nước mới cũng lấy phương thức cấp tiếp cố chấp cực đoan cống hiến làm lực lượng của chính mình các thành viên của mặt trận yêu nước hết thảy đều có thái độ khổ tu sĩ không hề giải thích với những thái độ nghi ngờ thậm chí mắng chửi của người ngoài cũng yên lặng dùng hành động thực tế rửa sạch những sỉ nhục mà tổ chức những người yêu nước trước đây mang đến tất cả những tổn thất mà tổ chức những người yêu nước mang đến cho liên bang liền do mặt trận yêu nước từ từ trả lại đây là suy nghĩ trong đầu bọn họ. Được suy nghĩ trong đầu này ủng hộ, với thái độ tha lỗi, thành viên của mặt trận yêu nước chiến đấu hăng hái ở nơi xa xôi nhất, gia khổ nhất, nguy hiểm nhất. Nơi nào xa xôi nhất, gia khổ nhất, nguy hiểm nhất. Đương nhiên là bên cạnh lãnh thổ liên bang, tinh cầu khai phá tài nguyên cùng đại thế giới. Vì thế, liền xuất hiện một loại tình huống như vậy. Một gã thành viên của tổ chức những người yêu nước bị phán xử mấy chục năm khổ sai, xung quân biên cương, mà nhà, người nhà đệ tử của hắn mấy chục người thậm chí hơn trăm người đều cùng nhau di chuyển đến đó, đi xây dựng lãnh thổ mới của liên bang. Dùng máu tươi, mồ hôi thậm chí cả sinh mệnh từ từ thay đổi ba chữ người yêu nước trong ấn tượng và cảm nhận của dân chúng liên bang. Cho nên khi bốn thế giới mới u minh, thiên hoàng, thụ hải cùng thủy tinh của chúng tôi lục tục gia nhập liên bang, nhóm tu sĩ lệ thuộc mặt trận yêu nước chính là nhóm tu sĩ đi vào thế giới mới của liên bang khi đó thế giới mới cũng không phồn vinh phát đạt như bây giờ từng thế giới đều có vấn đề riêng không phải hoàn cảnh khắc nghiệt chính là thiếu tài nguyên bằng không chính là dị thú hoành hành dân chúng phân chia thành các bộ lạc to nhỏ chiến tranh liên miên không dứt giống như hiện giờ các vị nhìn đến thụ hải giới là một thế giới cổ quái toàn bộ đều là rừng cây nguyên thủ rậm rạp bao trùm cũng không phải ai cũng có thể sống ở đây người tu luyện cũng không phải thánh nhân trước kia sống ở thế giới cũ phát đạt đi vào thế giới mới hoàn cảnh không tốt, nguy cơ tứ phía. Không ít người ở tu luyện ở thế giới cũ đã lui bước mặc dù có người đã sống ở đây 2-3 năm, đợi cho kỳ hạn công tác hết thường thương đều rất nhanh đi như đào tẩu. Nhưng mà, những tu sĩ của mặt trận yêu nước lại kiên cường kiên trì đi xuống, bọn họ giúp bốn thế giới mới xây dựng đường xá, ống dẫn vận chuyển linh khí, xây dựng bệnh viện, trường học và những nơi tu luyện. Truyền bá văn hóa liên bang cho thế giới mới, thành lập văn minh hoàn toàn mới, chậm rãi thống nhất cư dân của thế giới mới. Gần 100 năm xây dựng, suốt một thế hệ con người, vô số tu sĩ đã yên lặng dân hiến ở đây. Trong đó tuyệt đại đa số mọi người ở trong này ngã xuống, đều an táng trên đất của thế giới mới. Cứ như vậy, mặt trận yêu nước hoàn toàn dung nhập vào thế giới mới, trở thành một phần của thế giới mới. Mặt trận yêu nước ở thế giới mới phát triển rất nhanh. Dù sao cư dân nơi này cũng không trải qua tái quốc chi loạn gì cũng căn bản chưa từng nghe nói qua Lữ túy, chu hoành đao khiến cư dân thế giới cũ sợ hãi Nếu mặt trận yêu nước là thật tâm thật lòng vì thế giới mới phấn đấu Thì một giải phóng giả như Đinh Linh đang vẫn là một thủ lĩnh tổ chức gia nhập mặt trận ái quốc không phải là đương nhiên sao Trải qua gần trăm năm xây dựng Bốn thế giới mới liền biến thành đại bản doanh của mặt trận yêu nước Chống lại đại tông phái, hào môn, thế gia của thế giới cũ trên nghị trường. Lý Diệu hết sức chăm chú nghe đến đó, không khỏi âm thầm phun ra một ngụm khí, liều mạng gãi đầu. Đề này quá khó khăn, hắn không biết giải như thế nào. Long Dương Quân tiếp tục hỏi. Như vậy, chính sách của tổ chức thiên hỏa cùng mặt trận yêu nước tục cùng có gì khác nhau? Đương nhiên là đối chọi gay gắt. Loa ti đầu nói. Trước tiên là nói về phát triển kinh tế. Kim Tâm Nguyệt lãnh đạo tổ chức thiên hỏa, khởi xướng là chính sách cường hóa trung tâm, muốn tập trung tài nguyên của bảy thế giới, ưu tiên phát triển thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh ba trung tâm thế giới. Lý do của Kim Tâm Nguyệt là, ba trung tâm thế giới này trình độ văn minh cao, trụ cột phương diện hoàn thiện, hệ thống pháp luật và công nghiệp hoàn hảo. Vận chuyển tuyệt đại bộ phận tài nguyên của thế giới mới đến trung tâm thế giới, mới có thể đạt đến tối ưu hóa ứng dụng của tài nguyên, kích phát ra tiềm năng chiến tranh tối ưu chuẩn bị tốt và đầy đủ tinh khải chiến xa tinh hạo cùng chiến bảo tinh không cho nên thế giới mới không cần thiết phát triển công nghiệp sản xuất quá mức tiên tiên đại bộ phận tài nguyên đều lên thuyền vận chuyển về trung tâm thế giới ngay cả thiên tài tu luyện ở tân thế giới cũng không cần phải ở lại bản địa tất cả đều đưa đến trung tâm thế giới để nhận được giáo dục tiên tiến sau đó trực tiếp sinh sống ở trung tâm thế giới là được còn mặt trận yêu nước của đinh linh đang cường điệu chính sách phát triển cân đối đinh linh đang cho rằng bốn thế giới mới vừa mới gia nhập liên bang không lâu lòng người chưa hoàn toàn yên ổn phải làm cho bọn họ nhìn đến tin ưu việt của liên bang mới có thể tập hợp bảy giới thành một chỉnh thể không thể phá vỡ không sai vận chuyển hết tài nguyên đến trung tâm thế giới về hiệu suất đúng là sẽ nâng cao nhưng làm như vậy chẳng phải là thế giới của hút máu của thế giới mới sao mọi người đều là người của liên bang cư dân thế giới mới trong lòng sẽ nghĩ như thế nào đại chiến sắp tới hòa hợp lòng dân là hàng đầu nếu trung tâm thế giới đòi hỏi quá đáng ở thế giới mới khó tránh khỏi lòng người di động đợi cho quân viễn chinh của đế quốc thật sự tới làm thế nào thuyết phục họ rằng liên bang ưu việt hơn đế quốc để bọn họ can tâm tình nguyện trả giá tất cả vì liên bang cho nên trung tâm thế giới không nên tiếp tục hút máu của thế giới mới ngược lại hẳn là tích cực truyền máu cho thế giới mới mới đúng trung tâm thế giới hẳn là cung cấp một lượng lớn tài nguyên cũng thực thi chính sách ưu việt giúp thế giới mới từng bước thành lập pháp bảo công nghiệp hệ thống giáo dục tu luyện từng bước khắc sâu bốn chữ tinh diệu liên bang trong lòng cư dân của thế giới mới đây mới là chính đạo phát triển lâu dài của liên bang lý diệu long dương quân cùng mọi người hai mặt nhìn nhau chỉ cảm thấy hai cách nói đều có đạo lý trong khoảng thời gian ngắn không biết so sánh như thế nào loa ti đầu tiếp tục nói về mặt quân sự kim tâm nguyệt chủ trương chính sách bảo tồn thực lực quyết chiến cảnh nội. Nàng cho rằng, bốn thế giới mới cùng trung tâm thế giới có khoảng cách quá xa, tiếp viện quá dài, rất khó bảo vệ hoàn toàn. Cho nên ở thời điểm cần thiết, có thể suy xét buông tha một hoặc hai cái, dẫn kẻ địch vào trong, lại từ từ tiêu hao chúng. Tất nhiên, đây cũng là một cách hỗ trợ lẫn nhau, nếu thế giới mới rất có khả năng trở thành chiến khu, thậm chí ở thời điểm quan trọng, có thể thực thi chính sách du kích, quy định riêng để tấn công kẻ địch. Hiện giờ không cần thiết tiến hành xây dựng quy mô lớn, dù sao xây dựng lên cũng chỉ tiện nghi cho kẻ địch. Đinh Linh đang thì hoàn toàn ngược lại, nàng cho rằng ở chiến thuật, băng khoăn của Kim Tâm Nguyệt cũng không có vấn đề gì lớn, khoảng cách giữa thế giới cũ và thế giới mới xác thực rất xa, tiếp tế tiếp viện tương đương khó khăn. Nhưng phải suy xét đến ảnh hưởng lòng dân, nếu đại quân của đế quốc đến liên bang lại bỏ quên một thế giới trong đó thì dân chúng toàn bộ bốn thế giới mới sẽ nghĩ như thế nào? nếu liên bang không thể bảo vệ được họ bọn họ dựa vào cái gì phải chiến đấu hăng hái một mình bán mạng vì liên bang cho nên mặc kệ trả giá nhiều hay ít bảy đại thế giới đặc biệt là bốn thế giới mới hết thảy đều phải bảo vệ nếu là thất thủ trong chiến đấu thì thôi nhưng nếu là chủ động buông tha chắc chắn sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền hậu quả thiết tưởng không chịu nổi nếu phải bảo vệ hết bảy đại thế giới thì bốn thế giới mới tất nhiên cũng phải trú trọng đóng quân cần thiết phân phối lực lượng lớn quân đến xây dựng. Mặc dù liên bang hàng năm chi phí quân sự đều là con số lớn nhưng lớn như vậy dù đầu tư đến nơi nào đều cần thiết. Xây dựng một tinh không chiến bảo ở thế giới mới sẽ ít đi một tinh hạm siêu cấp ở thế giới cũ. Hai bên không thể có nhượng bộ trên con đường quân sự. Trong các nguyên anh cùng hóa thần, hàng bạc lăng, thích trường thắng là người sống lâu trên sa trường vừa nghe được sách lược của Kim Tâm Nguyệt cảm thấy có lý nhưng ngược lại nghe quan điểm của Đinh Linh đang lại cảm thấy cũng không sai. Cuối cùng bọn họ lâm vào trầm tư. Long Dương Quân nói, còn có gì nữa sao? Còn có một điểm khác nhau cực quan trọng nữa đó chính là quyền công dân đạt được. Loa Ti đầu nói, 100 năm trước, Liên bang đã đưa ra những nghi vấn về lực lượng và chính sách của đế quốc tới nay, Liên bang cũng đã học tập đế quốc ở một số lĩnh vực như là chế độ quyền công dân cùng cống hiến điểm. Đây là sự khác nhau giữa liên bang cũ và liên bang mới. Ở liên bang mới, không phải cứ người trưởng thành là đạt được quyền công dân mà phải trải qua trùng trung khảo nghiệm, có cống hiến nhất định cho xã hội. Hơn nữa, trải qua đặc thù giáo dục công dân cùng thí nghiệm, sau khi thông qua mới chân chính trở thành công dân liên bang. Chỉ có công dân liên bang mới có thể lựa chọn ra nghị viên ở khu vực của mình. Hơn nữa tham gia tổng tuyển cử nghị trưởng tối cao. Như chính phủ liên bang nói, quyền lực phải giao cho những người hiểu được hành xử như thế nào tất nhiên giáo dục và khảo nghiệm công dân liên bang so với công dân đế quốc khẳng định là rộng rãi và nhu hòa hơn rất nhiều mặc dù không phải công dân và công dân cũng không có quá nhiều điểm khác nhau công dân càng không thể kỳ thị áp bách và nô dịch không công dân khác biệt lớn nhất của hai bên chính là có tư cách đi tuyển cử nghị viên đàm phán hòa bình hay không hơn nữa ở một số địa phương trong những sự việc công cộng như là trường học cải tạo sách chống chọi với ô nhiễm công dân sẽ có tiếng nói và có quyền lớn hơn, còn có thể giám sát các nghị viên sử dụng quyền lực như thế nào. Chỉ là như thế mà thôi. Mặc dù tương đối ôn hòa nhưng tư cách công dân liên bang không phải ai cũng có thể đạt được. Đặc biệt đối với cư dân thế giới mới mà nói, tích lũy cống hiến, thông qua trùng trung khảo sát, liền càng thêm khó khăn. Đinh Linh đang cùng mặt trận yêu nước vẫn muốn đơn giản hóa khảo nghiệm công dân, bọn họ cho rằng chế độ công dân phải có cống hiến ban đầu thành lập là ước nguyện tốt nhưng mấy chục năm phát triển đã dần dần lệch khỏi quỹ đạo phương hướng càng ngày càng hướng tới chế độ của đế quốc cứ tiếp tục thế công dân cùng không công dân tỷ lệ càng ngày càng cách xa tạo ra một gia cấp công dân không chịu khống chế nhất định sẽ trở thành một mối họa của liên bang kim tâm nguyệt cùng tổ chức thiên hỏa lại cho rằng lãnh thổ của liên bang không ngừng mở rộng dân chúng sinh sống ở các hoàn cảnh văn hóa, tín ngưỡng khác nhau đều gia nhập liên bang, để đảm bảo tính thuần khiết của liên bang, thì không thể đơn giản hóa, ngược lại càng cần thiết tăng mạnh chế độ công dân cống hiến. Chỉ có người trải qua trùng trùng khảo nghiệm, chứng minh mình tuyệt đối tán đồng quan điểm của liên bang mới là nòng cốt của liên bang, mới có thể đảm bảo liên bác đi chính xác trên đường phát triển mạnh. Nếu không, tinh thần liên bang chân chính sẽ ở một thế giới mới gia nhập liên bang càng ngày càng loãng, cuối cùng hoàn toàn bị tiêu diệt. Đến lúc đó, cho dù liên bang có được trăm đại thế giới cũng bất quá là một cái xác chết không chịu nổi một kích, gió thổi qua liền hoàn toàn sụp đổ. Hì hì, hai bên nói rất có lý, nhưng chân tướng sự việc rất đơn giản, đơn giản hóa quá trình thí nghiệm, giảm tiêu chuẩn công dân, có lợi cho cư dân bốn thế giới mới đều có thể biến thành công dân, có được quyền bầu cử, mà bốn thế giới mới phần lớn ủng hộ Đinh Linh đang cùng mặt trận yêu nước. Vậy nên Đinh Linh đang tất nhiên ủng hộ đơn giản hóa quá trình mà kim tâm nguyệt chắc chắn ủng hộ nâng cao khó khăn long dương quân nghe đến đó thở vào một hơi nghe nói như thế thật đúng là một hồi long tranh hổ đấu ai nói không phải đâu thế giới mới cùng thế giới của quan niệm và lợi ích đều có rất nhiều khác biệt hiện giờ đến cuối cùng hưu chết về tay ai vẫn còn là một ẩn số loa ti đầu ngừng lại một chút lại nói nghe nói lần này đinh linh đang nguyên bản cũng không tính ra tranh cử nằm trước khi phỏng vấn nàng còn nói nàng chỉ là một chiến sĩ rất bình thường không có khả năng trở thành người lãnh đạo của toàn bộ liên bang ồ long dương quân nhíu mày vậy vì cái gì nàng lại muốn ra tranh cử loa ti đầu nói bởi vì ngoài nàng ra ứng cử thì người khác tham gia ứng cử dù thắng hay bại đều có khả năng hoàn toàn xé rách thế giới cũ cùng thế giới mới chỉ có đinh linh đan nàng khá có uy vọng ở ba thế giới cũ và bốn thế giới mới vẫn là thê tử của tam giới chí tôn lý diệu trước kia nếu nàng được tuyển thế giới mới tất nhiên vui mừng không xiết nhưng thế giới cũ cũng có thể nhân đều tin tưởng đinh linh đang là không có khả năng bán đứng lợi ích của tam giới thiên nguyên thuyết yêu cùng phi tinh mà vạn nhất tranh cử thất bại kim tâm nguyệt trở thành nghị trưởng tối cao cũng chỉ có đinh linh đang mới có thể trấn an dân cũng thế giới mới ổn định cục diện nơi đó dù sao nói đến cùng đinh linh đang cùng kim tâm nguyệt còn có một tầng quan hệ tư nhân như vậy sau khi phân thắng bại xong hai người vẫn có khả năng thương lượng trấn an người dưới của mình đây là điều mà những người được đề cử còn lại không làm được long dương quân thật sâu nhìn loa ti đầu một cái thản nhiên nói làm một gã dẫn đường cậu hiểu thật sự không ít ý nghĩ cũng tương đương rõ ràng ha ha tôi biết cái gì không phải đều là xem trên mạng sao Loa ti đầu không cảm nhận được những sát ý ẩn chứa trong lời nói này của Long Dương quân cười hì hì nói. Tin tức này, tin tức kia, các loại bình luận, trên mạng đầy. Mặc dù tôi không nghĩ xem, mỗi lần kích phát tin não, đều tự động nhảy ra mấy cái, thật sự phiền chết người. Chính phủ thống nhất nước Cộng hòa Tinh Hải, các anh, sợ hãi các thuyền viên đều trốn đi, phong bế huỳnh hỏa trùng hào mạng, không cho các vị có được tin tức của liên bang, nhưng Long xà tinh vực chúng tôi lại không chú ý nhiều như vậy, cũng không có khả năng có người quấy nhiễu toàn bộ mạng những con người nhỏ nho như chúng ta lại kiếm cơm dưới chân con rồng lớn liên bang đương nhiên trọng điểm chú ý đến thay đổi bất ngờ và phương châm của các chính sách quan trọng của liên bang liên bang hắt xì một cái chúng tôi sẽ cảm nặng long dương quân nhíu mày nói trên mạng loa ti đầu lại hiểu lầm ý của nàng thế nào các vị không nghĩ ở trên mạng lưu lại dấu vết sao cũng không quan trọng nếu các vị muốn xâm nhập tìm hiểu mấy tin tức này tôi có thể đưa các vị đến ngọc giảng thư quán lớn nhất ngư long thành xem tất cả các tin tức ở đó tuyệt đối an toàn giữ bí mật không lưu lại chút dấu vết nào thời đại phát triển cho tới hôm nay hầu như tất cả các tin tức đều có thể từ trên mạng có được làm một nhà cung cấp tin tức sách truyền thống thậm chí ngọc giảng về lý thuyết cũng từ từ bị loại bỏ nhưng mạng phát triển lại mang đến một vấn đề Mạng phát triển rộng khắp đến các tinh cầu cực kỳ phụ thuộc vào các tiếp điểm, cũng chính là tụ linh tháp để duy trì. Nó lại cực dễ dàng gặp các loại phóng xạ cùng gió biến quái nhiễu. Một mặt khác, chỉ cần xem tin tức trên mạng tất nhiên sẽ để lại dấu vết. Chỉ cần tìm kiếm toàn bộ dấu vết của một người lưu lại trên mạng sẽ không khó để tìm ra chân dung người đó, tiến tới nắm giữ toàn bộ tin tức và nhược điểm của người đó. Điểm này, không ít người yêu tự do chán ghét trói buộc không muốn bị theo dõi đặc biệt là tu chân cường giả sẽ không thể chịu đựng được. Mặc dù có thể dùng nạc danh đăng ký để giải quyết vấn đề này nhưng trên mạng đồng dạng không hề thiếu những kẻ bụng dạ khó lường, kẻ xâm nhập có thể phá giải trùng trùng mị trang của một người tìm ra thân phận chân thật của anh ta. Thậm chí thông qua tiếp xúc với não của họ, tiếp vào trạng thái ảo ảnh, trực tiếp từ trên mạng phát động tiến công bất ngờ đánh vào chỗ sâu trong não của anh ta. Mạng thật sự là phát minh khiến người tu luyện vừa yêu lại vừa hận. Cho nên, đến ngày nay, tuy mạng phát triển nhưng sách truyền thống cùng ngọc giảng cũng không rời khỏi lịch sử. Đặc biệt ở nơi vô pháp vô thiên như Long Xà tinh vực. Đừng nhìn bề ngoài gió yên biển lặng, ca múa mừng cảnh thái bình nhưng sâu trong đó là nguy cơ tứ phía, sát khí ẩn hiện, tuyệt đại đa số người lên mạng không thích để lại thân phận thật, cũng không thích lưu lại chút dấu vết nào trên mạng cho nên ngư long thành có ngọc giản thư quán quy mô thật lớn không chỉ là quán sách và cửa hàng ngọc giản mà là được thiết lập trùng trùng cấm chế cùng phản truy lùng phù trận tuyệt đối an toàn cho việc tìm kiếm và trao đổi tin tức nửa giờ sau trước cửa ngọc giản thư quán nhìn liếc mắt một cái giá gỗ nhìn không đến cuối bày đầy gần ngàn vạn ngọc giản vách tường bốn phía được trang trí bằng những cuộn thẻ tre cao đến trăm mét toàn bộ nguyên anh cùng hóa thần đều trợn mắt há hốc mồm tin tức Văn minh thời đại của tu cùng tu chân hiện đại khác biệt lớn nhất chính là tin tức. Bọn họ có thể tiếp những cửa hàng sang sát, những tòa nhà chọc trời đánh sâu vào thị giác, cũng có thể đối mặt với tinh hạm hỏa lực cường hãn mà mặt không đổi sắc. Vừa rồi lên tàu loa ti đầu chuyên môn gọi cho bọn họ một toa xe xa hoa, hưởng thụ các loại kỹ xảo tiện ích trên xe cũng đều có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ. Nhiều nhất cũng chỉ thông qua truyền âm nhập mật thản nhiên nói vài câu, đây cũng là đồ tinh xảo mà thôi. Nhưng, ở chỗ tin tức nhiều như sóng chiều điên cuồng đánh vào, nhóm cổ nhân không có cách nào khác không rung động, không có cách nào khác không kích động, không có cách nào khác không sinh ra cảm giác thật xấu hổ. Nhiều ngọc giảng như vậy, nhiều sách cổ như vậy bao hàm toàn diện tri thức, thiên văn, y dược, binh thư thậm chí còn có một số tầng đều là khu vực của công pháp thần thông. Phải biết rằng ở cổ thánh giới, chính là vì một quả ngọc giảng công pháp thần thông rất có khả năng khiến hai tông phái đánh tới đồng quy vu tận mà nơi này chỉ là nơi một đám ô hợp bị tinh diệu liên bang trục xuất tới ở lại có được ngọc giảng thư quán như vậy trong ngọc giảng thư quán quy mô lớn ở tinh diệu liên bang lại có bao nhiêu ngọc giảng trân quý bao nhiêu sách cổ bao nhiêu thần thông đế quốc cùng thánh minh cường đại hơn liên bang sẽ như thế nào nhóm nguyên anh cùng hóa thần hai mặt nhìn nhau mãi đến lúc này rốt cuộc hoàn toàn nhận thức được đến cổ thánh giới của mình nhỏ bé cũng đều từ chỗ sâu nhất trong lòng mong muốn học tập thế giới. Một điển ngọc giả hiện ra trước mặt cổ thần cường giả, chia làm mấy chục tầng, mấy trăm loại khác nhau, còn có một loạt những hàng ghế đọc sách tuyệt đối yên tĩnh. Trung ương của ngọc giảng thư quán chính là những màn hình quảng cáo nổi, thông báo với độc giả những ngọc giảng và bản tin mới nhất. Đại sụp đổ, tinh diệu liên bang có thể diệt vong trong vòng 10 năm. Liên bang có thể nói không? Thiên nguyên bí sử, tinh diệu liên bang cuộc khởi. Nội đấu cao tầng liên bang từ đầu đến cuối Đây đều là những quyển sách đang thịnh hành nhất ở tinh xà Long Vực gần đây Cái này Toàn bộ Nguyên Anh cùng Hóa Thần đều nhìn chăm chú Không nghĩ tới cư dân Long xà tinh vực có thể thể bàn chuyện chính quốc như vậy Ngay cả cái gì nội đấu từ đầu đến cuối cũng có thể công khai viết ra Đây không phải là một cái cớ cho sự can thiệp mạnh mẽ của tinh diệu liên bang sao Loa ti đầu đang nghe chuyện trên TV Audio CV lại không cho là đúng nói cái này có cái gì can thiệp những quyển sách này đại đa số đều là cục xuất bản của tinh diệu liên bang xuất bản trong liên bang cũng có thể bán công khai tự do ngôn luận không phải sao đừng nói là sách này cho dù là một ít nội dung tuyên dương tu tiên đại đạo sau khi trải qua thẩm tra chỉ cần không đề cập đến chủ nghĩa khủng bố cũng có thể xuất bản dù sao đầu năm nay mạng phát triển như vậy dù không cho người ta công khai xuất bản người ta vẫn có thể lén lút truyền bá cho mọi người đều biết không nên cấm chế lời nói, ngược lại có vẻ mình có tật giật mình, có phải không? Được rồi, các vị ông chủ, mọi người muốn xem nội dung gì mời tự nhiên. Giới thiệu các khu vực và bản đồ đều ở đây, tin tưởng nhất định có các nội dung mà các vị cảm thấy có hứng thú. Đúng vậy, toàn bộ Nguyên Anh cùng hóa thần mắt đều sáng lên, rất muốn nhanh chóng chui đầu bảo biển Ngọc Giảng. Mông xích tâm, Vu Tùy Vân cùng Vạn Minh Châu đi đến nơi chuyên môn giới thiệu phương pháp quỷ tu, cùng với những sách nói về nhân quỷ chi trung đạo khu vực. Hàng Bạc Lăng, Thích Trường Thắng đi đến khu vực quân sự, nghiên cứu tạp chí và bộ sách quân sự mới nhất mà tinh diệu liên bang xuất bản. Phượng Hoàng Đế Chu Tông Hữu đi đến khu vực chính trị, chuẩn bị tìm hiểu liên bang và đế quốc rốt cuộc có gì khác nhau. Kiếm sĩ si Yến Ly Nhân đương nhiên muốn đi khu vực luyện thần thông, cả đầu tròn vo chui vào chuyên khu kiếm pháp như thế nào cũng kéo không ra. Về phần lý diệu, hắn thật ra không có khu vực nào đặc biệt muốn đi, chỉ là đi dạo quanh khu vực đầy ngọc giảng mà lòng cảm khái. Lướt qua một loạt ngọc giảng được sắp xếp cùng với hình ảnh tuyên truyền mà họ đưa ra, cũng lặng im quan sát mọi người đang rất chuyên chú đọc ngọc giảng. Quần áo, thần thái, đồ trang sức cùng với tinh não tùy thân trên cổ tay của mọi người đã có thay đổi rất nhỏ so với 100 năm trước, trở nên càng thêm tinh xảo, vui vẻ, có một loại cảm giác hồn nhiên. Loại cảm giác này lý diệu quen thuộc lại xa lạ, xem ra còn cần một thời gian nữa mới có thể thích ứng đúng lúc này lý diệu thoáng thấy được một cái tên hơi ngẩn ra không khỏi dừng bước chân đây là khu truyện ký của các nhân vật trên màn hình giới thiệu hắn thấy được tên của đinh linh đan mà phía trên tên sách là u minh chiến kỷ nhìn giới thiệu trên màn hình đây là quyển sách giới thiệu toàn bộ nhất việc đinh linh đang một tay chung kết quỷ hồn chiến tranh hàng trăm năm của u minh giới dẫn dắt u minh giới gia nhập liên bang Lòng hiếu kỳ của Lý Diệu nổi lên, từ trên giá gỗ lấy xuống một quả ngọc giản có chứa u minh chiến kỹ. Loại ngọc giản chưa bán ra ngoài này đều là cấm chế, không có khả năng để cho độc giả tự nhiên đọc hết. Nhưng thường thường sẽ cung cấp phần mở đầu ngắn để tạo phấn khích cho độc giả, coi như là một loại quảng cáo. Lý Diệu nhìn hai bên, tìm được một góc sáng sủa không có người đem ngọc giản đến đó ngồi. Một đạo ánh sáng lập thể trong suốt lập tức bao phủ hắn, dẫn dắt hắn tiến vào thế giới kỳ diệu bán độ thái hư huyễn cảnh bộ sách ngọc giảng hiện đại đã sớm không phải văn tự đơn thuần mà bao gồm câu văn giọng nói video hiệu ứng ánh sáng khác nhau thậm chí cả những bộ não hiểu biết về nội dung tổng hợp các loại lại để tạo thành hình thức truyền bá tin tức xuất hiện trước mặt lý diệu là một chỗ rừng xanh nước biếc chim hót hoa nở các tòa nhà cao tầng của thành phố được sắp xếp ngay ngắn có trật tự những toa xe pha lê lượn lờ chung quanh những con đường vừa thấy liền biết là một thế giới lớn trình độ văn minh cực kỳ cao. Bên tai có lời thuyết minh. U Minh giới từng là một chỗ vô thế tranh đại thế giới, mọi người nơi này an cư lạc nghiệp hưởng thụ hòa bình. Hình ảnh không ngừng phóng đại, màn ảnh kéo gần, trên đường cái rộn ràng nhốn nháo, nơi nơi đều là thân thái thông dong thoải mái, tiếng hoan hô cười đùa không ngớt. Lời thuyết minh. Nhưng 150 năm trước một hồi mưa thiên thạch đã thay đổi tất cả. Hình ảnh xuất hiện một cô gái trẻ tuổi đứng trên đường cái, chỉ thấy nàng đang cười vui cùng bạn bè, bỗng nhiên nhìn thấy cái gì đó, ánh mắt mở càng lúc càng lớn, một đoàn hỏa diễm màu tím ở sâu trong đồng tử của nàng hiện lên càng lúc càng nhiều. Hình ảnh vừa chuyển, nhắm ngay bầu trời, chỉ thấy trên 100 lưu tinh màu tím giống như ánh mặt trời rơi xuống, xé rách màn trời phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt trước mắt Lý Diệu tất cả đều biến thành kim đâm màu tím. Khi những kim đâm màu tím này dần dần biến mất là lúc thế giới cũng biến thành một mảng mây màu tím lượng lờ, hắc ám, lạnh lùng, tan hoang. Nhà cao tầng trước đây chỉ còn lại những đống trụ thép siêu vẹo giống như là những bộ xương khô. Trên những con đường pha lê sen giữa những ngôi nhà đổ nát thê lương thi thoảng xuất hiện xác của những con xe bị đốt cháy còn chơ lại khung sắt. Khung cảnh thật giống như là nền văn minh tuyệt chủng. Lời thuyết minh mưa thiên thạch chỉ phá hủy một nửa nhỏ u minh tinh nhưng mưa thiên thạch mang đến đêm đông lâu dài và sự ô nhiễm nguồn nước lại khiến cho tài nguyên vốn đầy đủ trong nháy mắt đã bị khô kiệt để tranh đoạt tài nguyên ít ỏi có được chiến tranh đã bùng nổ chiến hỏa thổi quét toàn bộ u minh tinh thiếu đốt mỗi người ở đây trong hình ảnh trong những khe hở của phế tích bỗng nhiên chui ra một luồng khí tức hư vô như lũ mà khí tức này chậm rãi ngưng tụ dần dần hóa thành một đoàn hình người mơ hồ lời thuyết minh không ai biết có loại vật chất kỳ diệu nào ẩn chứa trong bụi của thiên thạch. Nhưng trong thế giới mây tím lượng lờ này, tỷ lệ người chết hóa thành xác sống đã tăng lên, vô số chiến sĩ cùng bình dân đều bị đốt cháy dưới chiến hóa, từ người sống biến thành quỷ hồn. Nhưng mà... Trống 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 trống. Trong hình ảnh, một chiếc chiến xa thiết giáp loan lỗ bỗng nhiên từ sâu trong phế tích bay lên trời, vừa lúc dừng chân trước mặt những quỷ hồn vừa sinh ra. Sau lưng chiến xa thiết giáp đứng ba gã quỷ hồn, nhìn là ba khối cương thi đen sì, bọn cúng phát ra tiếng gào khóc thảm thiết như gầm rú, vung một loại pháp bảo giống như gậy nhựa phía trước có dây, dựa vào đoạn dây này chúng đem những quỷ hồn mới trói lại đem lên chiến xa của mình. Nhóm cương thi nghe răng cười, những quỷ hồn mới dãy dụ cùng kêu gào thảm thiết, cùng với tiếng gầm rít chói tai của chiến xa thiết giáp dần dần đi xa, biến mất ở cuối hình ảnh. Lời thuyết minh. Chiến tranh, chiến tranh chưa bao giờ thay đổi. Mặc dù tuyệt đại bộ phận người sống đều chết bởi chiến hỏa cũng không thể hóa giải hết mọi tham lam cùng cười hận của mọi người. Người sống biến thành cương thi, cương thi kế tục chiến tranh, để tranh đoạt linh giới nghĩa thể. Vì tranh đoạt kích hoạt linh giới nghĩa thể linh năng, vì cắn nuốt những quỷ hồn khác, làm lớn mạnh âm hồn của mình suốt 100 năm, U Minh tinh biến thành chiến trường của người chết. Cương thi không già và không chết, tan thành mây khói chính là kết cục cuối cùng của bọn chúng, khiến cho ngày càng nhiều người sống tránh nạn đều biến thành quỷ tu. U Minh giới không thể vãn hồi đi về phía vực sâu hủy diệt. 18 thế lực cương thi không có người có thể cứu vớt được thế giới gần chết này, trừ bỏ. Trong hình ảnh, sâu trong đống phế tích, dần dần đi tới một người cả người đều bị áo choàng màu xám bao vây, ngay cả mặt mũi cũng đều giấu trong bóng đêm. Cơn gió với hương vị rỉ sắt thổi mạnh, khiến áo choàng bay phất phới. Phía dưới áo choàng lộ ra một đôi giày đinh sắt khỏe mạnh đạp trên đất mỗi bước đi đều phát ra tiếng vang cùng cục cùng cục. Người giấu trong áo choàng không nhanh không chậm bước đi trong thành phố hoang tàn, đi theo bên cạnh còn có một con chó đã bị ảnh hưởng của phóng xạ thiên thạch hơi dị dạng. Trong những đám mây cao ngất bốn phía, dưới sự phụ trợ của đống đổ nát hoang tàn, bóng của nàng có vẻ nhỏ bé tinh tế, tùy thời đều bị cắn nuốt trong thế giới hoang phế này. Đúng lúc này. Ngao ngao ngao. Một bên của phế tích bỗng nhiên xuất hiện một chiến đầu hình linh giới nghĩa thể cao lớn vạm vỡ, hai tay cường tráng đến cực điểm, trên nắm tay rậm rạp đầy đinh sắt, quả thực như là một con đùi ươi lớn bằng sắt. Con đùi ươi lớn bằng sắt này phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, hai nắm tay đinh sắt hung hăng đánh về phía người mặc áo choàng. So với chiều cao của nó, người mặc áo choàng có vẻ gầy yếu không chịu nổi một kích, giống như nó chỉ cần nhẹ nhàng đánh một cái có thể đánh người đó thành đống thịt. Nhưng mà ngay khi con đùi ươi lớn bằng sắt này bổ nhào vào giữa không trung từ trong áo choàng bỗng nhiên vươn ra một cánh tay mạnh mẽ màu mực, nắm chặt cách xa giết chết con đùi ươi lớn bằng sắt giữa không trung con đười ươi lớn bằng sắt nháy mắt động lại chân tay múa máy liều mạng giãy giụa cũng không thể động đậy hoành người mặc áo choàng dùng sức nhấn một cái gần như bằng linh năng đã ném con đười ươi lớn bằng sắt xuống đất tạo ra một cái hố sâu 3 mét tia lửa bắn chung quanh nhìn có thể thấy linh giới nghĩa thể đã hoàn toàn báo hỏng người áo choàng một cước giẫm nát đầu của con đùi ươi lớn bằng sắt không chút hoang mang tháo khăn trùng đầu tháo kính gió lộ ra khuôn mặt lý diệu vô cùng quen thuộc chỉ là giờ phút này trên khuôn mặt này lại lộ ra thần thái động lòng người lý diệu chưa bao giờ thấy lời thuyết minh đinh linh đan người sống đáng sợ nhất đi qua thế giới cương thi trăng rắc Đinh Linh đang một cước đạp vỡ đầu của con đùi ươi lớn bằng sắt, xong cọ cọ phía dưới bằng thép của giày lên tảng đá, một lần nữa đeo kính trắng gió lên, phủ thêm áo choàng, mang theo hai con chó đi trên phố càng lúc càng xa. Lời thuyết minh Liên bang lần đầu xuất bản, được sự ủy quyền của Đinh Linh Đan, có được 300 phút phỏng vấn Đinh Linh Đan, tuyệt đối là tư liệu trực tiếp, từ thế giới gần chết đến quỹ tô nhạc thổ của Liên bang, nội dung phấn khích đều ở tu minh chiến kỷ sách mới bán chỉ cần 29.9 tệ, có thể biết hoàn toàn nội dung. Lý Diệu cảm thấy rất hứng thú với những gì mà vợ mình đã trải qua. Đang muốn dùng tinh tạp không ký danh trả tiền tiếp tục đọc bỗng nhiên cảm giác bên cạnh truyền đến một tiếng thở thản nhiên, còn có một tiếng cười rất khẽ. Nhướng mày, trời nửa bước khỏi trạng thái hư ảo cảnh thấy Long Dương quân dựa bên ngoài khoang thuyền mà hắn đang ngồi đọc truyện vẽ mặt bẩn cợt nhìn hắn. Thực là một người phụ nữ mạnh mẽ. Long Dương Quân nhìn màn hình giới thiệu, Đinh Linh đang cả người choàng áo choàng, tóc dài hơi lộ ra ngoài, cánh tay được tinh thạch bao trùm chặt chẽ bên hông còn đeo một thanh cự kiếm, than nhẹ, lại trừng mắt nhìn Lý Diệu. Tôi quả thật phục anh sát đất, thật không nghĩ tới, tôi đối mặt với một lý lão ma truyền kỳ trong truyền kỳ thế này. Bọn họ đâu? Lý Diệu quay đầu nhìn chung quanh. Đừng lo lắng. Long Dương Quân nói bọn họ đều một đầu chui vào ngọc giảng không thể tự kiềm chế, nơi nào có công phu quan tâm mọi việc. Lúc này nếu anh dùng cửu đầu ngưu đi túng có lẽ cũng không có khả năng túng họ ra. Cho dù dùng cây gậy lớn để đánh cũng không nhất định có thể đánh tỉnh bọn họ. Vậy còn anh, sao không giống như bọn họ? Lý Diệu nhìn hai bên hỏi hắn. Tôi có thể không tự kiềm chế sao? Long Dương Quân cười tủng tỉm nói. Nhưng tôi cho rằng, phải nhanh chóng tìm hiểu một đất nước, một nền văn minh thì cách tốt nhất chính là đi xem truyện ký của nó hiểu biết quá trình phát triển của nền văn minh này đến tục cùng có nhân vật cao minh và có gì rực rỡ cho nên tôi đến đây vừa lúc gặp cậu chẳng lẽ không nên chào hỏi sao vậy chào hỏi đã chào hỏi rồi lý diệu khó khăn nói còn có chuyện gì không có chút việc nhỏ tôi cầm một đống truyện ký nhân vật lại sợ trong đó có nhiều làm ẩu và hoang đường đọc những điều như vậy chẳng phải lãng phí thời gian sao Long Dương Quân nói. Vừa lúc cậu ở đây, mau đến giúp tôi giải quyết, xem có sách nào nói hưu nói vượng không. Cô lấy mấy cái ngọc giảng ra, kích phát một ngọc giảng đầu tiên, trên màn giới thiệu xuất hiện tên truyện ký. Người cải biến liên bang, Lý Diệu Truyện. Trên bìa sách là một khuôn mặt của một người thanh niên kiên nghị, vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt mở to hừng hực lửa cháy, đẹp trai, có khí chất lãnh tụ, hai tay chống nạnh, nhìn chăm chú đầy tinh thần. Lý Diệu, nhìn xem, nhìn xem. Long Dương quân phát ra tiếng than sợ hãi, chạm vào một góc hình ảnh, hình ảnh lập tức từ bia chuyển tới trong quyển sách. Trên trang sách lấy bối cảnh là biển sâu, chỉ thấy có một giống như dùng tia chớp ngưng tụ lên, vô cùng chói mắt. Mỗi người chúng ta đều là một ngôi sao, chúng ta sáng, vũ trụ sẽ vĩnh viễn không tối tăm, lý diệu. Lý diệu. Hà. Long Dương quân. Tôi thật sự khâm phục anh, quả thực thao thao bất tuyệt. Không nghĩ tới anh chẳng những có thể khuất phục hai cô gái cường hãn nhất liên bang còn có thể nói ra lời nói nhiều triết lý như vậy. Dựa theo quy củ của thế giới này, tôi thậm chí muốn tìm anh ký tên. Lý Diệu. Đây thật sự tôi không nhớ rõ mình đã từng nói ra lời như vậy. Phải không? Long Dương Quân nhíu mày, thay đổi một quả ngọc giản khác. Vậy bản này thì sao? 99 câu châm ngôn Lý Diệu dành cho thanh niên trước khi rời đi. Lý Diệu a à, tựa như cũng chưa nói quá không thể nào con cháu khiên cưỡng gán ghép thêm mắm thêm muối không thể chịu được vậy còn bản này long dương quân lại lấy ra ngọc giảng thứ ba chuyện tình yêu liên bang cũ những người phụ nữ của lý diệu qua nội dung của bản này khá kinh người nói mối quan hệ của anh và đệ tử kim tâm nguyệt không rõ ràng cho nên mối quan hệ giữa đinh linh đang cùng kim tâm nguyệt mới cứng nhắc như vậy cho nên ngày nay hai thế lực lớn của liên bang tổ chức thiên hỏa cùng mặt trận yêu nước tranh đấu, căn nguyên chính là hai cô gái tranh chồng. Chật 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 chật, mặc dù nghe hoang đường và có vẻ không có giá trị gì để đọc nhưng bản thân anh đều ở đây, nên vẫn tìm anh nghiệm chứng một chút có vẻ tốt, đây có lẽ không phải là sự thật đi, Lý Lão Ma. Lý Diệu Không thể phụng cáo Long Dương Quân Vậy là sự thật Lý Diệu Nhất phái nói bậy Long Dương Quân Ha ha, cho nên, anh rốt cuộc thừa nhận mình chính là tam giới chí tôn, liên bang trấn quốc lão tổ, kền kền Lý Diệu, Lý Lão Ma. Lý Diệu nói, tam giới chí tôn cái gì, tôi không biết, nhưng chính tôi chính là kền kền Lý Diệu, có vấn đề gì sao? Long Dương quân trừng mắt. Ồ, cảm giác anh khi đến nơi đây, cả người khí tràng thay đổi, thật sự càng ngày càng có tư thế, Lý Lão Ma. Xem ra không lo lắng về việc bị lộ thân phận. Lý Diệu nhìn màn hình giới thiệu ngọc giảng trong tay đang có hình ảnh Đinh Linh Đan, lại nhìn cách đó không xa tùy ý có thể thấy được bìa mặt truyện ký về Kim Tâm Nguyệt khóe miệng gợi lên một chút tự tin mà thông dong mỉm cười, thản nhiên nói. Tôi ở tinh biển phiêu lưu gần 100 năm, thiên tân vạn khổ mới tìm được cổ thánh giới. Nói thật ra, khi đó trong lòng thật sự có chút lo sợ bất an, không biết 100 năm qua liên bang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thiên nguyên huyết tinh cùng phi tinh tam giới liên hợp còn thuận lợi không? yêu tộc thật sự cam tâm tình nguyện chuyển hóa thành nhân tộc sao? Những tộc người khác có kỳ thị người có huyết thống yêu tộc không? Đinh Linh đang thật sự có thể trấn áp tổ chức những người yêu nước, cấp tiến cực đoan này sao? Quân viễn chinh đế quốc có thể đến sớm hơn muốn trà đạp tổ quốc tôi. Mấy vấn đề này, tôi đều không có đáp án. Khi đó tôi nghĩ đến trên lưng mình đeo toàn bộ vận mệnh của liên bang, mà nhất cử nhất động của tôi đều đã quyết định tương lai của liên bang khó tránh khỏi có chút chim tiền cố hậu, không thể rảnh chân tay. Nhưng khi về nhà vừa thấy, Tinh diệu Liên bang hôm nay tuy không phải là một quốc gia hoàng mỹ, vẫn tồn tại đủ loại vấn đề như trước nhưng so với tôi tưởng tượng đã tốt hơn nhiều lắm. Đinh Linh đang, Kim Tâm Nguyệt còn có toàn bộ công dân Liên bang đều có phương thức tự phấn đấu. Ngay lúc vừa rồi, tôi nhìn thấy Đinh Linh đang lẻ loi một mình đi giữa thế giới cương thi làm ra hành động vĩ đại mà ngay cả tôi cũng không nhất định có thể làm được, tôi bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Có lẽ tôi cũng không có nhiều rối rắm như vậy đi tương lai của liên bang không phải cũng không nên do một mình tôi quyết định mà là từ tôi đinh linh đang kim tâm nguyệt còn có vô số chiến sĩ công dân cùng dân chúng bình thường cùng nhau quyết định cho dù mỗi cá nhân chúng tôi trong mỗi kế hoạch có gì sai sót cũng không có khả năng ngăn cản sự phát triển của liên bang tôi tin tưởng vững chắc tinh diệu liên bang sẽ cho các anh thấy lực lượng và hy vọng của nó làm cho các anh có lựa chọn chính xác nhất như vậy đến tột cùng tôi có thân phận gì thân phận này có bại lộ hay không quan trọng sao? Long Dương quân vẻ mặt có chút trầm ngâm. Thật giống như một tầng tinh xảo ngụy trang bị lực lượng trong lời nói của Lý Diệu đánh nát. Từ trong khe hở rất nhỏ hiển lộ ra một luồng cảm xúc mê mang và trống rỗng. Nàng chân chờ thật lâu, rốt cuộc khinh khinh thở dài một hơi, buồn bã nói. Tôi bỗng nhiên phát hiện, mình rất ghen tị với anh, ha ha, ghen tị, ghen tị là một cảm giác thật kỳ diệu chưa bao giờ trải nghiệm qua. Lý Diệu hơi ngẩn ra. Ghen tị cái gì? Ghen tị anh có nhiều người thân, bạn bè và đồng bào như vậy. Có thể để anh toàn tâm toàn ý bảo vệ họ, vì bọn họ mà chiến đấu. Mà trong đa số những người đó cũng nguyện ý toàn tâm vì bảo vệ anh mà chiến đấu đúng không? Tôi vừa rồi đã muốn thông qua một câu chuyện xưa về anh ở tái quốc giả chi loạn, nếu không phải thêm mắm thêm muối, vậy thật sự là một giai đoạn rất làm cho người ta kích động. Long Dương Quân dùng tay lật đi lật lại quyển sách, Lý Diệu cùng những người phụ nữ của anh ta xem nói. Anh gần như ngủ say trong biển sâu trăm năm, hiện giờ đã về đến nhà, gặp được người thân và bạn bè, có được lực lượng vô cùng cường đại của họ. Nhưng tôi thì sao? Tôi ngủ say ít nhất mấy chục vạn năm, mấy chục vạn năm trước tôi có thân nhân, bạn bè và đồng bào sao? Hẳn là cũng có đi, nhưng cho đến ngày nay, bọn họ chỉ sợ đều hóa thành những mảnh vụn tinh thần hết thảy đều tan thành mây khói anh luôn luôn hỏi tôi rốt cuộc có mục đích gì tôi cũng luôn luôn hỏi mình rốt cuộc tôi tỉnh lại là muốn làm gì nhưng dù mục đích của tôi sứ mệnh cuối cùng là cái gì cho dù thật sự hoàn thành người thân ngày xưa bạn bè cùng đồng bào hẳn là cũng không nhìn thấy vậy tất cả cuối cùng có ý nghĩa gì đâu tôi chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể giống như anh toàn tâm toàn ý vì nhân dân bạn bè đồng bào và nền văn minh của mình mà chiến đấu vì bọn họ chim tiền cố hậu, vì bọn họ lo lắng Hải Hùng, vì bọn họ hoang hô nhảy nhót, vì bọn họ thần thái tăng lên. Anh nói xem, tôi không nên ghen tị với anh sao? Lý Diệu sửng sốt, không nghĩ tới Long Dương Quân sẽ cảm khái một phen như vậy. Trầm ngâm một lát, hắn giơ tay ra với Long Dương Quân, thật lòng nói: Anh thấy đấy, Tinh Diệu Liên Bang hôm nay cũng không phải một quốc gia phong bế một mình mà là một tinh hải văn minh bao dung mở cửa. Dù là người nào chỉ cần nguyện ý thủ hộ liên bang đều có thể trở thành công dân của liên bang. Tôi mặc kệ anh rốt cuộc trên lưng có sứ mệnh gì, nhưng ở khi không có chứng cứ rõ ràng, tôi nguyện ý coi anh là bạn bè, một tinh nhuệ bạn bè tin tưởng liên bang cũng sẽ mở rộng cửa với anh. Nếu anh nguyện ý, hoàn toàn có thể coi tinh diệu liên bang thành quê hương mới, anh có thể ở đây một lần nữa có được người thân và bạn bè để trả giá tất cả bảo vệ họ. Sứ mệnh mấy chục vạn năm trước mặc dù thật sự không thể thực hiện, có lẽ cũng không quan hệ đi. Lý Diệu nói xong câu đó, trong đầu bỗng nhiên hơi hơi đau xót. Bốn chữ thật lâu đã hắn đã không còn để ý, bỗng như bóng ma xông ra. Kế hoạch kền kềnh Ánh mắt Long Dương quân thâm thúy nhìn chầm chầm Lý Diệu thật lâu, cũng không có từ trên mặt Lý Diệu nhìn ra một chút hư tình giả ý, không khỏi khẽ cười một tiếng. Vừa rồi anh nói, đánh giá thêm một phần. Lý Diệu sửng sốt. Thêm một phần, cái gì thêm một phần? Về sau anh sẽ biết, hiện tại mọi người đều tự đọc sách đi. Về sau, có ý gì? Vì sao anh vẫn xem bản này, chuyện tình yêu liên bang cũ, những người phụ nữ của Lý Diệu, đều là nói bậy. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.